còn mấy bộ làm gì đây? Vậy này chị ăn cái màu hồng mà xanh xanh này, màu hồng đây, màu hồng y như đây nè. Hello cả nhà, hình như là máy hôm nay bị chị vậy. Chị nhìn cái màn hình không có cái gì hết, không có mắt view gì bên đi có. À, hồi tối cũng đó, hồi tối thì đứng ở 30 mấy view mà trong khi lên 120 mấy view nó cũng ở là 38 view, còn chữ trên này nó không có một cái view nào hết. Facebook nó đang có vấn đề đúng không? Hello hello cả nhà nha, lên xíu chả mình nhá, lên và sang hàng sale nè. Không có quần bé, chị Băng Cao ơi, không có quần bé. Mạng mẽ có vấn đề. Trên cái máy chính, máy chủ lại không có một view. À, như đang đây này, bên này không có cái gì luôn, chị nhìn đi cho này. Giống như mình like mình đây. Mình như còn một ít khăn tắm rồi nữa không chị? Bỏ lên bán tặng đi chị. Còn ít cho nó gọn luôn, cứ gấp nó đi. Được một bao không? Anh nhớ còn sót một bịch đấy, bỏ lên trên bán tặng luôn. Hello, hello cả nhà nha. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng quen xíu nè. Ở trên cái máy chủ là không thấy dễ mình coi like luôn ý. Bao nhiêu cái? Cái này em bán tặng luôn, em còn có mấy cái thôi. Không chọc màu nha, sót được tầm khoảng chục cái. Thôi không? Cái này bán tặng nha chị em mà ơi. Em mở này, khỏi cần mở. Nhiều màu lắm, cho em cả màu nu, màu xanh. Bốc màu nào, bốc ngẫu nhiên như vậy mà ơi. Không chọc màu, nhưng mà cho chị em mình thấy cái màu toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp thôi, em còn mấy cái thôi. Em lên bán tặng luôn cho dễ, mọi này sót kho nè. Hello Bảo Nhi, ui lâu lắm mới thấy Bảo Nhi vô chấm like hề. Không thấy có like luôn. Cái này em không gom với like cũ nha. Chị nào mà đang nhắn tin là để coi like tiếp gom đơn, em không cho gom nha chị em mình ơi. Nhà lưu ý luôn dùng nguyên nha. Đây nhiều chị cứ gom tới gom lui rất là mày. Bỏ cho chị Hồng Phụng còn hai cái màu tím, bỏ chị luôn chị. Rồi nha, em bán tặng luôn cho dễ mình con này. Bỏ cho chị đi tê 6 cái khăn. Em còn có mấy cái thôi, em bán tặng nó luôn. Trẻ mình 39 cái gọn kho nhé. Khăn tắm to 6 cái chị, bao nhiêu 6 cái. Còn bao nhiêu cái? Tặng 39.000 luôn, khăn tắm rất là to. Con này chạy nhiều quá rồi. Giờ quên mất tiêu luôn ý. Giờ mất quên mất tiêu là còn cái mã nè. Nha, em còn được mấy cái thôi.
cho chị 10 cái đi chị, cho chị 10 cái đi. Em bán luôn cho nó gọn. 10 cái thế còn đâu nữa? Thôi, thế còn là 5 cái. Còn được 5 cái nữa thôi. 5 cái cho chị Hà đổ 1 cái. Hà đổ 1 cái. Chị Thu Hiền G 2 cái 39.000 luôn đi, còn có mấy cái à. Nha, em đi nói luôn trẻ mình là tặng 39.000. Tặng 39.000 cái. Thu Hiền G 1 cái à. 2 cái. Chốt đơn xong là đi đơn hết rồi chị em mình ơi. Rồi nha, lên luôn như này. Chở hàng chiều thì chia ra nhiều lắm luôn ấy chứ không nhiều. Khang cho chị Thu Thảo Trần. Thu Thảo Trần hả? Xương Thu thấy ờ chị Xương Thu một cái. Xương Thu một cái rồi ok, còn nó một cái nữa là hết phải không? Hết nha, còn đúng cái nè. Tranh thủ lên chợ sớm đi chị ơi, quá là nhiều rồi. Máy bao cam đó rồi nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này để chị coi nè. Chị coi để riêng cái này xíu nữa chị lên cho họ hết rồi, hết khăn nha dạ mà nó hả, còn có một cái chứ mấy, còn có một cái cho chị Phương Nghi, cho chị Phương Nghi. Ok rồi, ok nhá. Toàn bộ những cái hàng ok, tính hôm nay không like, tính chưa không like nhưng mà thôi lên xíu, lên xíu. Rồi lên luôn dùng cái này bị lỗi đâu chị. À cái này em bị sượt vải nè. Em bỏ ra em bán tặng nè. Thấy 60 cho bị sượt xíu thôi, tặng 29.000 luôn. Đúng rồi chị nào chia sẻ nha. Bị sượt xíu thôi. Bộ này sang 60 qua 4 á chị em mình ơi. Chủ yếu là trưa nay em lên xả hết hàng lẻ nhá. Nhà rồi lên luôn dùng mã này, mã tặng 29k luôn dùng nguyên chút cho chị nào chia sẻ nha. Bữa nay em không gom đơn nữa chị em mình ơi. Đúng cái live trưa này chỉ gom, nếu như tối em có live là gom live tối. Không la gom live cũ nha. Lưu ý luôn dùng em không gom live cũ để nhà em chốt đơn cho nó dứt đơn. Nếu như có gom like thì là chỉ trưa nay, nếu như tối gom là gom vô chung chốt đơn, không gom đơn nữa nhá. Chị em mình lưu ý, chị nào ok thì chốt, còn mà chị nào mà cứ muốn gom like ra các đơn em không chốt nha. Lưu ý luôn dùng nguyên. Hello chị Bông, bữa trưa em chỉ gom like tối, em chỉ gom trong một ngày thôi đấy. Nếu như mà có like thì sẽ gom trong một ngày, còn không là em đi đơn hết. Chị nào ok thì chốt nhá. Con nào ủi con này mới vừa lên xong mấy à. Rồi hai con này, ui con này cực đẹp luôn, hàng bông hàng xả này. Hai con thôi, chúc cho chị nào chia sẻ nha. Con này vải bao đã luôn, hàng 1-2 năm. Cái gì đây trời, này chị em mình nhìn. Hàng này là hàng thun lạnh Thái á chị em mình ơi. Con này hàng thun lạnh Thái, có hai con khoác này thôi. Size 60-62. Hai con một tiếp. Cái này 1-2 năm. Em bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. Cảm ơn mã tặng khoác tím. Con này dòng cốt tông lạnh ấy, cốt tông Thái lạnh ấy chị em mình nhìn này. Hàng xịn nhá, lên luôn những mã tặng khoác. Con này em bán tặng luôn chị em mình luôn, 83.000. Có gì Phượng Ngô 83.000. Nha chị em mình lưu ý nha, em không cho gom đơn nhiều. Đúng trong một ngày là em đi đơn hết. Chị nào ok thì chốt nha. Em không có để như trước đây nữa chị em mình ơi. Cực lắm, cứ gom xong xả mệt lắm. Nên là cứ trong ngày là em đi đơn hết. 83.000 cho chị đi tí 2 cái. Chị đi tí 2 cái đi chị. Rồi ngực xe 38 này còn xả nè. Ngực xe 38. Đây cái giỏ này là cắt sẵn, còn cái giỏ hồi tối là nửa thùng chưa cắt hết. Cho chị tí 2 cái. Rồi ok. Lên luôn dùng cái này. Từ từ. Màn hình bên chị sao lúc mờ lúc rõ à? Em thấy vẫn bình thường mà. Bình thường mà. Ngực 38 cái này hết 38 rồi đúng không? 125.000 luôn. Nhà nên là nguyên like ngày, nguyên cố gắng là tranh thủ like trưa, like tối thì là dễ mình gom chung vô đó mà đi đơn. Chứ còn em không gom qua ngày nữa nhé. Ví dụ như tối chị em mình mới coi lại tối, ngày mai cũng đi đơn, cứ trồng ngày thôi. Nhà rồi lên luôn dùng nguyên cái đó. Ui, quần loa size M, ngực size 38 chị TT. Này trời ơi, size gì trời, size M, size 52 đổ về 135.000. Cái này em đi luôn chị em mình, mã này là mã tặng 100. Bộ hoa hà chị có comment lên luôn cho mã 100 size M. Chị em mình nhìn cái con quần loa này, 100 thì không ai bán được rồi. Có 83 em hết rồi nhá. Lên mã 100 luôn dùm em. Chị nào lấy mã 100, chú lấy mã 100. Borip này tặng 39.000 luôn. Borip xe 52 đổ về tặng 39. Em đi nhanh nha chị em mình ơi. Nha, đi nhanh nhá. Tặng 39.000 luôn dùm nguyên hàng. Những cái con này là hàng cắt rồi, xiên làm xiên cắt này, 39.000 luôn.
nha. Cái này sỉ lẻ ngang nhau, vì giờ em đi 40 mấy nghìn cho sỉ con này rồi, tặng 39 nghìn luôn, một con màu nâu, một con màu đỏ đô, 52 đổ về chị em chút đẹp Boris nhé. Bộ em đang mặc có, xí em lên nhé. Ngực em hết rồi chị ơi, ngực em hết rồi. Đây con màu trắng này, hôm bữa bao nhiêu chị hỏi con này, 100 em hết rồi chị Liên ơi. 39 nghìn nó luôn, Boris hết nhá. Boris trắng, Boris nâu, Boris màu đỏ đô, 39 nghìn chị bỏ chung hết vô trong bao chị, bao những con Boris này nhá. Lên mã Boris luôn, dùng nguyên toàn bộ này, hàng bom hàng sải. Lên em hết rồi nhá. Lên em hết rồi. Ui con này dáng ôm. Size gì cái hàng này chính xác là size 55. Size 55 tặng 100 luôn. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Nha, tặng 100, lên thông tin cho em nhé. Khách mới khách cũ lên thông tin trên live cho em. Comment lên luôn cho mã này là mã O100. Chúc mã O100 trắng cho anh là lương 39. O100 lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy O100 comment lên mã O100 đang ngực đây nè. Ngực 36 này. Ngực 38 còn 2 hồi nãy chị nào lấy ngực về. Chị nào lấy ngực 125. Ngực cho chị Phương Nghi. Phương Nghi chị. Cho chị Phương Nghi 125 chị Phương Nghi. Con này bán tặng. Ui con này dạng vậy. Nhưng mà cái này nhỏ nha chị em mình ơi. Ôm cho chị Hồ Lành. Ôm chị Hồ Lành. Chị Bích Liên em nhớ có một cái không có đơn là chiều nay em xả ra luôn. Hôm bữa em thấy có một cái 35. Để tới bữa giờ luôn. Rồi 38 em hết. Con này sai chị em mình 48 độ về. Con này xinh lắm luôn, hàng Quảng Châu. Tặng nót luôn. Con này 39 nghìn. Váy nha. Theo chỗ này nè. Hàng này hot girl nó bán cho chị em mình giá khá là cao, không có 32 vậy. Hồi nào giờ em bán 34, 36, 38 không có 32. Ít lắm. Thiếu khi nào có hàng xây 32 lắm. Con này gì TT, 39 gì TT. Nha, toàn bộ cái này là bom cắt sẵn rồi nè. Cái này là mì hàng dùng nguyên nhá. Mì hàng luôn dùng nguyên nè. Xinh chưa? Hàng 79k đó. Cái này bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Ôm em hết rồi. Cái này tặng nó luôn chị em mình luôn, 55k quần. Nha, 34 hết rồi. 55 nghìn nhá. 55 nghìn. Con này tặng ngực 125 em hết rồi nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã chữ nu. Bán tặng luôn chị em mình con này 39 nghìn. Ai nhanh tay có, tại vì hàng này không thực sự là hàng bơm hàng xả rồi. 55 chị Văn Cao. Chị Văn Cao. Cái đơn nào là em chốt đơn xong là không gom nữa nhá. Riêng cái like tối, chỉ là cái like này nè. Nếu như tối em có like là gom like tối thôi. Còn không gom bất kỳ với cái like cũ nhá. Chị em mình lưu ý luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, 39 nghìn nu luôn. Cái này chị em mình thợ mở ra được hết nhé, 39 nghìn nu. Chốt mã 39 nghìn nu luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Này Thái này, thằng 39 nghìn luôn. Thái 39 luôn, con áo nam này 39 nghìn luôn. Thằng bom thôi. Thái 39 nghìn luôn nhá, size 57. Không lỡ nhá, lên mã Thái 39 lỡ này. 39 hết, chốt cho chị nào chia sẻ quần 55 em hết rồi chị ơi. Nu 39 cho con anh rồi. Rồi nha, lên luôn dùng em không gom lai cũ nha, lưu ý nha. Chị nào mà bảo là gom lai cũ là em không gom đâu đấy. Sai chị nào ok đã chốt. Sai dễ mà 53 39 này cho chị Văn Cao. Văn Cao này. Cho chị Văn Cao này. Con này tặng đây này, con này mới vừa lên xong. 35 nghìn. 35 nghìn nhé. Sai dễ mình 60 độ về. Lên mã xanh 35. Không gom bất kỳ đơn cũ nha dễ mình ơi. Trời ơi bộ đồ chơi có đủ không chị? Không đủ à? Cứ đổ hàng có tên hết trơn rồi nè. Thiếu cái gì đâu? Đủ quá chị. Lên mã tặng bé luôn, không đồng luôn. Tặng bé không đồng. Đấy, thiếu điều hòa nằm sướng mát rượi. Thế mà ngày hôm qua có cái chị kia, chị ấy mà nguyên đổ điên luôn đấy. Bao nhiêu người nhận hàng cũng có, cũng bảo là khen đẹp hết nha, tặng cho chị Tây Tây. Bao nhiêu người khen là đẹp mấy cái em của tớ. Em để cho chị một cái rồi, được một cái. Nhận khen cái chiếu nó đẹp. Khen cái chiếu nó đẹp. Còn cái này đau ra mấy đôi dài nữa chị ta. Mấy đôi dài này em tặng luôn. Thì nó bị có cái là để nó bị để trong bao nó bị ấy cái da. Nhưng mà hàng này không dễ gì đứt nhá. Chị em mình về có thể cắt bớt cái dây này nè chị em mình nói. Có bị, nó bị ấy xíu nè. Nó bị ấy cái xíu cái này nè. Size 38. Nana lên sau rất là lâu. Size 38. Size 38 một con, lên mã 38 39 không đồng luôn. Cái dây nó bị nhưng mà cái hàng này nó rất là bền luôn ấy. Dạ, dạ sao. Nha, không có size 38 39 đi lên size nhá. 38 và 39. Lên rõ size cho Nguyên nhá. Size 38 và size 39. Nha, chị nào lấy 38 lên 38, chị nào lấy 39 lên 39 luôn dùng Nguyên. 38 cho sao sao 39 cho tì tì. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Có hai đồ chị. Con này xinh. Ở trong cái đôi dép ở dưới đế dép. Đó, đó, ngay trên chị luôn. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này.
bo riếp kiểu nha. Cái này em bán tặng luôn trẻ mình 39.000 luôn. Lên mã sọc 39 luôn dùng nguyên là ok. Sọc 39, comment lên luôn dùng nguyên nha trẻ mình nói. Sọc 39. Sọc 39 tốt luôn dùng nguyên. Trời rất là nhiều hàng. Hàng đẹp luôn. Size này size 50. Size 52 đổ về, tặng công sở luôn. Sọc chị Út cưng. Sọc Út cưng dạy em hết nhé. Sọc 39.000. À 38 em hết. Con này bán tặng cho trẻ mình 59.000, công sở hiện tại em đang trẻ em 79.000. Công sở toàn 79.000 xỉ nhà Nguyên không có giá này nhá. Lưu ý luôn dùng Nguyên á, bán tặng luôn cho trẻ em mình con này luôn. Giá em đi luôn trẻ mình 59.000. Mét 6 mét 8 có chị Hà Nam ơi, có chứ. Công sở cho chị Út cưng. À con này bị tụt hả? Cái này đừng từ hàng chắc là hàng đổ đây. Con này bị xúc chỉ bên chị ơi. Cái này bán tặng đi. Cái này bán tặng đi chị, về chị đạp giùm em xíu thôi. Đồng ý không? À, đạp lại xíu thôi. Ra ngoài người ta đạp 5.000. Ok thì em chốt nhé. Thằng à, hồi nãy mấy? 39.000 luôn. 39.000 chị ok thì chốt nha. 39 chị ok thì chốt nha. 39k chị ok thì chốt. Có cả hàng ấy nha. Có cả ngực đồ trong này nha chị ơi. 39 ok thì chốt nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Ok ok ok. Hàng Manta của Nam này. Size 8, hàng này mình đi 100 mấy ta. Size 8, 150 à, xong cái mình xem 130 đúng không? Cái này lên luôn dùng em size 38 của Nam, hồi lộn, size 28 của Nam nhá. Lên mã Nam. Em đi luôn cho em mình con này 100k. Chị Di Bùi không chia sẻ những cái mã hàng sale. Em lên toàn mã hàng sale thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Size 28. Con này size 28 nhá, lên 28 luôn dùng em. Em đi luôn cho trẻ mình luôn, cho Titi. Cho Titi. Trời ơi, ở đâu sót được mấy con này. Size 36B là size 38 hàng này 249. Lên mã dài luôn dùng nguyên. Ngực dài 79.000. Size 36B. 36B ừ đổi cho chị cái chân à, cái chân qua à. Size 36B hàng này 249.000. Còn sót được 2 con màu nu này trẻ mình. Hàng này bình thường là không có chọn màu. Khách nhà Nguyên nhận hàng con này về đặt thêm quá chừng luôn. Size 36B nhá. Lên mã 36B 79.000. Ok có 2 con. Ok. Này 38 hay 36 về 38. Ok nhá. Con này ngực mỏng rồi. Á à, con này ngực dài. Ừ. Ờ. Đây đây đây, con này đang mang đây này. Con này đang mang đây. Mang sướng cực kỳ luôn nhưng mà nó dài nguyên là nguyên là dạng ngực mặt à, ngực lép đó. Từ khi sinh con là ra ngực lép hết trơn ấy. Cái này cũng 36B màu đen, con này cực kỳ sướng luôn này. Không có 34 à. 34 con này là 36B luôn, lên mã đen, nó dài lắm chị em mình nó. Bao đã luôn. Bao đã luôn, có 3 con size 36B là size 38, lên mã đen luôn dùng nguyên 79.000. Hàng này là hàng 249.000 hết nha chị em mình ơi. Toàn bộ là hàng 249. Nha bỏ lại TT luôn. Không còn nữa đâu, lâu lâu nó sót lại đây. Chị này 3 con size 36, 3 con bán răng trời. 36, 3 con bán răng đây. À 180. 180 3 con. Nha, thôi 180 thì mua nó nhiều quá. Lên 60.000 con thách lãi ra cũng được đi. Cái này hàng em gọi là bom thôi. Chứ còn sỉ em cũng không bỏ cái giá mà 60.000 con này nhá. Nha, lên luôn những mã này mã ngực su. Hàng này đang đi 135.000 một cặp. Đây, hàng bom size 36 nữa. 34 à, 34 thì ráng nhích lên 36 mang số trong cùng, mang cái khuy trong cùng đi. Lên mã 36 em đi luôn cho dễ mình con này luôn. 60.000 một con luôn, hàng bom nha. Chị trông phải ba con đi cho nó khỏe. Trời cái này cái túi này hôm bữa cũng bơm trời. Cái túi này túi kính thôi, tặng 19k. Cái này có cái ở trong nữa phần ta. Không có cái túi ở trong, cái này hơi bị ái xíu nha. Hả? Cái gì không phải mã này. Cái này tặng 19k túi trong đi. 34 trong cùng. 34 mà trong cùng à. Từ có chọn được màu không? Có. Lên mã này. Nha 19k cái này lao sơ xíu. 19k. Cho chị Hiền Trang. Ô kéo nè. Sao? Không phải còn cái hộp. Không có hộp không. Áo bé này tặng 19k luôn. Con này là hàng 65 của nhà Nguyên nè. Size 15. Áo bé nhá. Size 15 tặng nó luôn 19k. Rồi con này size trẻ mình 60kg tặng 39.000 con nè. Áo vàng phía sau từ áo vàng phía sau là áo của Nam. Con này bán tặng luôn là mấy tiền? Mới vừa nói xong bao nhiêu tiền?
bé chị Văn Cao, con này mới vừa nói xong mấy tiền ta? 39.000 size 60 nha. 39.000 quần size 60, chị nào lấy 39.000 quần size 60. Ui con này, con này bị chấm xíu thôi, em bỏ riêng ra này, bị dơ xíu. Áo bé em thấy bị dơ xíu, con này hàng công ty nhá. Hàng công ty và size 62, tặng nó 39k luôn. Cái này ngầu về làm hàng vịt. À cái con này 34B mà ngực mỏng rồi. 34B ngực mỏng rồi. 34B mà ngực mỏng rồi. Họ sale quá, mình bà tiếc lắm, bà chín hết luôn. 34B ngực mỏng. Nha, rồi lên luôn dưỡng này. Rồi duyên duyên thiệt rồi. Lên mã 65. Con quần thôi nhá. Quần đen 39 thôi. Con này size 65 nha. Ôi lộn size 34B. Mang 34 được 36 được 65.000 luôn. 65.000 luôn. Áo sọc này ra anh ta. Khoác sọc này hôm bữa bao nhiêu chị hỏi nè. 65.000. 65.000. 65 chị ơi, 65. Con này size 68 70 nè. Á lộn. 58 60 nè. Áo nam người ta chốt rồi chợ 58 60. Cái này có hai con, khoác này đang khách đang hỏi rất là nhiều. Đấy, khoác sọc nhá. Cái này hình như là máy túi thật, để kiểm tra lại máy túi. Em lên nhanh xíu thôi nhá. Ngực 36 thì ok. Ui. Đây, mã này là 6 túi nè. Mã này là ngực 6 túi nè. Em bán tặng luôn chị em mình, con này đang đi là 125.000. Hai con này em đi nó luôn chị em mình 98.000, C2 hết. C2 với C4, à lộn, C2 với C4 rồi. Con này là C2 C5860 này. Hàng này là hàng 6 túi nha, 98.000. 98.000. Size 2X và size 4X nè, size 65. Hàng 6 túi với chị em mình, hàng này đang khách hỏi rất là nhiều luôn ấy. 98.000. Size 98.000 luôn, xịn sò tới cái khóa kéo luôn chị em mình ơi. Đi chị em mình 98.000. Size 65kg luôn nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 98k hết cái bao này chưa? Rồi cho tiếp cái hồ lành khoác sạp 60kg là chỗ hồ. Size 1, à, quên lộn, size 2 chị, size 2 chứ. Rồi cho em lên cái bộ em đang mang. Size 2, cái bộ em đang mang ấy. Rồi còn size 30. Cho em cái bộ em đang mang lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn con này. Khoác 145 mà. Không còn rồi. Khoác sẵn xanh. Á, à, khoác nắng hay khoác gió? Khoác gió, à, khoác nắng hình như là còn. Khoác nắng hình như là còn. Nha, rồi lên bộ này, bộ có tông tàu luôn, dùng nguyên em còn ít, em đi nó luôn cho chị em mình bộ này luôn. Còn chưa tới chục bộ vàng nhá. Thôi chị em mình 57 đổ về là chị em mình chút đẹp. Chị nào gọn lên 60, chút lấy 57 giờ nó thông thả như vậy mà nè. Bộ có tông tàu. Đơn. Chốt xong đơn là đi đơn hết rồi chị ơi. Bộ này á, chưa tới chục bộ nhá. Nắng xịn nhà còn, nắng xịn còn. Nắng xịn em còn 145 còn. Chị lấy mấy cái thì bóc, còn được mấy cái trong đó lại tải. Em đi luôn cho chị em mình cái mã này. Sale nó luôn chị em mình bộ này giá 89.000 luôn, 89.000 luôn đi chị. Em đi 89.000 luôn nhá. Sale cho nó gọn, em còn được mấy bộ thôi. 89.000 cho chị Hồ Lợi. Hồ Lợi có tông cào nha chị em mình ơi. Size để mang đẹp nhất là 57 đổ về. 65 cái không vừa chị ơi. Không vừa nha cô Hồ ơi. Đi luôn cho dễ mình cái này 89.000 nha. Lên mã vàng 89. Vàng 89 luôn dùng nguyên cotton tàu nha chị em mình ơi. Riêng cái bộ cotton tàu mà đặt này, đợt nào mà đi nhập. Bộ vàng cho Phạm Hồng. Cho chị Lai Phan lên thông tin giùm em nha. Khách có đơn kèm thông tin luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Phạm Hồng, Lai Phan lên cả thông tin trên like cho em. Em đi luôn chị em mình nói bộ nào với giá 89.000 sạch kho luôn. Giá này giá hàng tặng rồi. Giá bán tặng luôn cho chị em mình luôn nha. Và toàn bộ chạy là cotton tàu hết, không phải hàng khô nhé. Mà đi 89.000, hàng này giờ chạy 125.000. Giờ là người ta bán cho chị em 125.000, view ít quá, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình thôi. Nha, lên luôn dùng nguyên, chị nào lấy mã đó lên là vàng, có màu hồng được không chị? Cho màu hồng. Cho chị Như Ý Vũ, có mấy bộ? Nha, xanh em có vài bộ thôi, Như Ý Vũ lên 5 bộ màu xanh. 5 bộ màu xanh nhé. Ok, chị Lai Phan. Nè, màu xanh này chị em mình thôi. Lên mã gấu xanh 89 luôn. Gấu xanh 89. Toàn là có tông tàu hết chị em mình ơi. Chắc bao sướng luôn. Xanh riêng có 5 bộ màu xanh thôi. Chị nào lấy xanh lên xanh nhá. Em hết cái này rồi đó. Xanh 5 bộ thôi. Chị nào lấy xanh 89. Comment là xanh 89 nhá. Xanh 89. Xanh 89 và hồng 89 là hết. Chị nào lấy màu nào lên màu đó luôn. Dùng sale cho nó gọn. Còn màu hồng xanh cho chị Hồ Lành. Xanh Hồ Lành. Rồi hồng nữa là hết nhá. 3 màu thôi. Xanh hồng vàng thôi. Nha em đi luôn trẻ mà là 89k. Trời ơi, cái này tầm khoảng 57 đổ về là trẻ mình mang đẹp.
5-7 ký đổ về là mang ok con này nhá. Chị nào lấy cái này chị lên luôn dùng nguyên nha. Hồng cho chị TT Hồng nhá. Phát máy bộ mà bà mà bán. Từ từ nhá. Cái này có bộ mẫu khác không chị ơi? Cái này em lên cái mẫu nào thì chốt mẫu đó thôi cho nó khỏe. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên luôn chung. Mã này là mã 89 xanh hồng vàng 3 tông màu. Rồi lên luôn dùng nguyên con này 49k. Còn con size 50 mì tàu nhá. Size 50 đổ về là chị em mình chốt ok. Thêm hồng cho TT nha. Thêm hồng cho TT. Lên mã này quần 49k chốt lên luôn dùng nguyên quần 49. 89k một bộ nguyên đang mang nhé. Chị nào lấy chốt lên luôn dùng nguyên nhé. Xanh cho TT. Xanh TT. Xanh TT luôn. Rồi ok nhé. Chị nào lấy cái mã nữa thì chốt lên luôn dùng nguyên. Như chỉ cũng phải là gu màu vàng đó. Chỉ không phải là gu màu vàng đâu. Cái này em có mấy bộ bột màu thôi. Cái bột màu nên là em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Hả? Cái này em có mấy bộ bột màu nên là em lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn trên live luôn. Cái này còn mấy con áo sọc ở trên kệ. Ở trên thùng luôn. 1, 2, 3, 4 bộ. Cái này bán tặng lên mã số 4 luôn dùng nguyên. Cược với em rồi. Nha, cái này em có 4 bộ thôi. Bộ ngố. Bộ ngố vàng, hay giờ không thích màu vàng đúng không? Giờ không thích màu vàng. Có 4 bộ, sót được 4 bộ ngố vàng, em bán tặng luôn cho dễ mình luôn. Bộ ngố cũng là chắc có tông tàu, nhưng mà một màu duy nhất, size 55. Một màu nhá, không có họa tiết gì hết. Em lên bán tặng luôn cho dễ mình cái này luôn. Minh Dung vàng. Thêm hồng cho chị Lai Pha. Thêm hồng cho Lai Pha. Chị Minh Dung lên thông tin cho em đi chị ơi. Nha, khách có đơn kèm thông tin chứ không có thông tin là em bỏ qua hết. Tặng nốt cái bộ này luôn, 69.000 luôn. Bộ ngố nha. Bộ này là bộ ngố size này tầm khoảng 57 đổ về là chốt ok. Ok chị Minh Dung vàng rồi. Lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã ngố có 4 bộ thôi. Tặng bán tặng cho chị em mình 69.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Đấy, không thích màu vàng mà. Sale sale rẻ quá tiếc đúng không? Sale rẻ quá tiếc đúng không? 69.000 luôn, còn được 2 bộ thôi. Còn được 2 bộ ngố, bộ là toàn là chắc có tông tàu hết nhé. Còn được 2 bộ ngố vàng. Em đi nốt luôn chị em mình là 69.000 còn kho luôn. Ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên, đúng rồi. Quá rẻ luôn, em đi nhập không được giá đó đâu. Tự tin luôn á. Cái này em có mấy con, những cái gì lại tẻ là em sale. Bán tặng nốt hết nhé. Những cái gì lại tẻ là em bán tặng nốt hết luôn cho chị em mình luôn. Rồi tiếp lên luôn dùng cái này, các toàn bộ CM và CL. SML đủ nha. Bỏ của chị Minh Dung ra luôn đi chị. Bỏ của chị Minh Dung ra luôn đi. Mới gì chốt ở trên xong xả. Tặng luôn đi. Bán đi mệt lắm. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Lên luôn dùng nguyên cái này. Em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Bán tặng luôn cho em mình con này luôn. Size 60. Mang ok nhá. Size 60 mang ok con này đi bao nhiêu tiền đi chị Hà? 79.000 nè. Tặng nốt con này 55.000. Em bỏ ra luôn rồi chị ơi, em không chốt nữa chị ơi. Chị chốt trên xã dưới em không bán nữa đâu chị nghe. Em chặn luôn rồi, em chặn luôn rồi. Những vị khách như thế này em không phục vụ được nên là thôi em bỏ qua hết. Cứ mua trên xã dưới em chặn luôn. Nha, rồi lên luôn dùng em cái này. Em bỏ ra rồi chị ơi. 55.000 con này luôn. SML nhưng mà 60 cái chị em mà mang ok luôn. Hàng này hàng em sale 79.000. Em sale 79.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Em đi rất là nhanh cho chị em mình luôn. Nha, còn mà không cách mua hàng thì đó là nhà em không phục vụ được nên là em từ chỗ bán luôn. Cứ mua trên xả dưới là em xả hết. Em chặn không bán nữa. Nha, cái này em bán tặng chị em mình 55.000 luôn. 55.000, hai tông màu, màu đen và màu hàng này toàn đi sĩ trên trăm. Con này toàn đi sĩ trên trăm hết. Mệt lắm, bán nó mệt nhiều lắm chị em mình. Rồi nhá, lên luôn dùng mã đen. Đen và sáp. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 55.000. 55.000 chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Hai tông mà. Em đi nhanh hết luôn cho chị em mình luôn. Rồi tiếp cái này em có mấy con. Tặng nốt luôn cho chị em mình luôn. Qua con này nhá. Ố. Con bộ nốt kìa. Ui bộ nó đi. Bộ mặt em lên rồi. Lên rồi. Bộ nó bính đi nhập vô mấy. Gần sát 100 luôn ý. Gần sát 100. Có mấy con này em bán tặng. Chốt cho chị nào chia sẻ. Con này lên cho chị nào chia sẻ nhá. Giá tặng nha chị em ơi, còn mấy con tặng nó 35.000 luôn. Lên mã sọc 35.000 đen luôn, size 60 mang ok con này vô mùa chị em mình mang con này rất là sướng. Xám cho chị Trung Phạm lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin. Ở kèm size cho em 55 kg. XM chị, XM luôn. XM luôn ok. Con này tặng 35 luôn. Nha, lên mã này tặng 35 nhá, tặng 35 chị TT 3 con. Giá này là giá chuẩn hàng tặng luôn. Thứ còn ít ít, em còn một con sọc.
một con sọc cho chị Văn Cao. Văn Cao hai quần 55 50 35 ký, 35 cao luôn, hai cái size M cho Mỹ Hạnh. Hai cái size M cho Mỹ Hạnh, hai cái quần size M cho Mỹ Hạnh. Con này tặng 39k. Đây size M đây chị này. Con này 39k luôn, size 60 62. Ok, hai cái hai màu cho Mỹ Hạnh. Quần đen với quần xanh. Ok. 39k xanh luôn, hết nhá. Hết cái này gọi là tổng luôn, cái mã này luôn. Nha, đi chị em mình con này 39k xanh luôn, size chị em mình đến 60 mang vô tư con này nhá. Chốt mã 39. Mùa này chị em mình mang con này rất là sướng. Tặng 39 nghìn gọn kho luôn nhá. Em đi luôn cái gì còn ít là em lên em vừa bán vừa tặng luôn, gọn kho hết nha. 39 nghìn, cái này còn được 3 con, cái này là chốt bill hết rồi nè. Nhưng mà từ từ còn quần đuổi xước ống vừa. Từ đuổi xước ống vừa. Hình như đang không còn. À còn bo. Còn bo. Cái này toàn bộ là in bill hết rồi vậy em nè. Còn xe S cho vậy em cầm tầm khoảng 50 đổ về. Nhưng mà giờ chị nào đang có đơn nguyên mấy chốt cái này nhá. Từ. Còn áo lửng hai khoác nắng hai lớp à. Hai lớp nguyên còn. Cái này em đi luôn, chị em mình luôn. Sọc là cái nào hết rồi chị cố lên tôi. 29.000 nhưng mà chị nào đang có đơn nhá. Chị nào đang có đơn đã chốt cho chị em mình tầm 50 đổ về. 29.000. Con quần nguyên chạy cho chị em mình là cốt tông dài. Toàn bộ nó hàng là hàng in bill in tên hết rồi nè. Nhưng mà có một cái. Xong đúng có một cái xong ao ra giờ em xả hết. Đi luôn chị em mình con này luôn. Giá lên luôn cho chị em mình luôn. 29.000 nha, có được 3 con tặng 29. Size S đó nha, không có size to đâu chị em ơi. 3 con này là size S hết, không có size to nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên. Toàn bộ cái này là không có size to. Nên em lên luôn cho chị em mình luôn. Trong cái áo này mà bỏ chung hết trong này trời. Bỏ chung hết cái hàng lẻ trời. Còn bố màn xã à? Hay là răng vậy? Tặng 29k luôn dùng nguyên nhá. À, từ 39 áo rộng hết. Chị Mỹ Hạnh chia sẻ lên luôn giùm em. Lên chia sẻ lên luôn giùm em nhé, tặng 29k. Cái này có 2 con, đây chị em mình 63.000. 63.000 29 cho chị Sương Thu. Một đen một xám thôi cho chị Sương Thu. Mỹ Hạnh chia sẻ lên nha, tại vì cái này cũng bán tặng rồi. Áo khoác dài cho người lớn có chị ơi. Khoác dài có. Chị Tống Minh Anh ơi đi đơn rồi chị ơi, không dồn đơn được nhé. Đơn cũ nhà em chốt đơn xong là đi đơn hết rồi, không gom được nha. Rồi ok, lên luôn dùng anh này mã 63, hôm bữa nhiều chị chưa có. Có một cái thôi thằng Lê ơi. Nha, hôm bữa chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Bán tặng luôn như vậy mình con này luôn 63.000. Lên mã này là mã 63 luôn dùng nguyên nha chị em mình không? Huyền có mấy cái bộ hàng công ty mà cánh tiên Huyền kìa. Nhớ màu vàng màu xanh không? Ngay chỗ gác hàng công ty á. Con ra lên bán tặng đi còn mấy bộ chỗ đó. Rồi nha, lên luôn dùng mã 63.000 vàng. Con này là áo polo. Con này là áo polo nhé, 63.000 vàng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 63.000 vàng chốt lên luôn dùng đi. Nha, những cái gì hàng xả thì em đi chợ em rất là nhanh. Đây một bao này. Đây một bao này. Đây một bao, cái này hàng xả, còn hồi kia là hàng bom. Hàng xả và hàng bom chia sẻ công khai lên nha. Hàng xả và hàng bom. Chị Thảo Lê được cái rồi, chị Thảo Lê ơi nè. Chị em mình nhìn nè, con màu này nhiều chị không được lắm nè. Được, còn được từng đó à. Còn màu xanh nữa. Rồi bỏ lên bán tặng luôn. Bỏ lên bán tặng luôn. Rồi lên luôn dùng mã quần nam 59k. Size 65 bán cặp đi chị em mình nhá. Size 65, hàng này hàng công ty nhá. Nha, cái này em đi chị em mình nguyên cặp luôn. 59.000 nè, chị em mình nhìn nè, xịn sò lắm luôn ấy. Size 65 đổ về, cái này em đi cặp anh không tách lẻ ra nhá. Lên mã quần nam. Size 65 đổ về 59k một con, nhân được 2 con nhá, được 2 con. Hồi sáng ai hỏi con này size 70 à. Không chọn màu đi chị Ngọc Lan ơi. Không chọn màu đâu, em lên luôn cho nó gọn thôi. 65 cái không có đâu cô Hòa ơi. Cho Bảo Nhi hai cái quần nam. Hai cái quần nam. Bảo Nhi hai cái quần nam. Còn quần nó nguyên còn. À đúng rồi. Thế cho bỏ cho chị. Rồi nếu mình còn 2x đúng không? Còn màu xám 2x ấy. Không phải màu xám, màu này là màu chị. Màu bò, không phải màu bò. Màu chi không biết. Màu đắt, không phải màu đắt. Bảo Nhi 2 con, 59 nhân 2. Còn cái màu này nè. Còn, còn cái màu này nè chị em mình ơi. Không. Nha, màu này không biết là màu gì á, màu. Còn một màu nữa thôi. Còn màu này màu màu đắt, mà không phải màu đắt, màu gì đấy. Màu bò đi. Nha, lên mã bò luôn dùng nguyên là ok, size 65. Chả biết là màu gì luôn. Chị nào thích thì lên mã bò luôn dùng nguyên. Nhá. Chốt mã bò đi, size 65 là ok. Em còn cọc và em đi chị em 59 đi. Rồi màu nu nè. Bò cho chị Hương Nguyễn Thị Lan.
59.000 còn đúng mỗi một màu đó thôi chị nào. Ok thì lên luôn chung ạ, bò size XL, áo lộn size 2X là size 65 đổ về nhé. Còn màu bò đó thôi chị em mình nói, chị nào lấy bò lên bò luôn dùng luôn nhé. Chị hồi nãy đầu tiên ấy, chị nào đầu tiên cho chị Ngọc La, à 48 cái không vừa, 48 cái không vừa. Đâu có, Hương Nguyễn Thị Lan nè, Hương Nguyễn Thị Lan. Hương Viên đâu ta? Hương Viên cặp mà đâu có, được có một cái, thôi bóc tạm cho chị một cái. Rồi lên luôn dùng con này 63.000 nóc luôn. 63.000 nhá, lên màu nu, cổ màu nu nhá. Cổ màu nu hôm bữa lên trên like là hết sành xanh này. Cổ màu nu nhá, chị nào lấy cái mã này cổ màu nu, lên cổ màu nu. Chị đi xả cả đơn rồi. Hương Viên là một cái thôi nha. Bộ bé này. Bộ bé bộ này mình sale mấy ta? Size 28kg này. 85.000. Bộ này là size 28 30kg này. Em đi luôn chị em mình bộ này luôn. 70k luôn. Còn nhá. Quần màu bò chị Hương Viên có rồi nhá. Có rồi chị ơi. À, cổ nu size 60 62, 60 62 chú ok. Lên bộ bé size cái này em đi chị em 70.000 luôn. Khi mà khách đã xả ra là nguyên cái gì kiểu chị cũng phải xả hết luôn ấy. Cái gì Hương Nguyễn Thị Lan. Hương Nguyễn Thị Lan. Phải. Con này lên mã tặng quần. Con này 49.000 hết giá sale chị mình, sale 52 đổ về. Chị Diệu có đơn cho anh Thủ ghé lấy giùm em nhé. Đơn đợt này ghé lấy nhiều. Cổ nô cổ vàng cho chị Liên Thủ. Ghé lấy nhiều quá, đầy cầu thang rồi. Nên là chị nào có đơn chịu khó ghé lấy sớm luôn giùm em nhé. Cổ vàng với chị. Cổ vàng là 63. Lên mã này 49.000 quần ống bo nhé. Để cho chị em mình ghé lấy, chị em mình ghé lấy sớm cho Nguyên. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này, mã bộ xuất hàng size 18. Bộ xuất hàng này hết sạch rồi này, size 18 đi chị em mình 55.000. Hồi sáng chị nào hỏi ta. Bỏ lại bộ này, bỏ lại bộ này. Cho chị thêm quần bò. Ok, thêm quần bò, bỏ lại bộ nó bỏ qua bên nông địa giùm em. Cho chị Hương Viên. Hương Viên. Set nào mình bán mấy tiền ta? Set này là set 105 đúng không? Rồi lên luôn chung mã chip luôn dùng nguyên 49k, chia đôi đi. Chia đôi nhé, 49k nha chị em mọi người, size 60. Lên mã 49k luôn dùng nguyên nhé. Size 60 nha chị em mọi người. Lên luôn dùng mã chip luôn dùng nguyên. Cái này là mang vô tư thoải mái vậy em, 60-62 vẫn mau ok nha. Không phải, không phải 49k cái này chị lên nãy rồi. Lên mã chip 49k luôn dùng nguyên. Con này hàng toàn bộ là hàng kháng khuẩn nha chị em mọi người. Mang sướng lắm. Cái này cũng chạy nhiều lắm luôn rồi nha, lên luôn dùng mã chip. Diệu Nguyễn. À không phải chị Nguyễn, Diệu Nguyễn đâu, không phải Diệu Nguyễn ghé. Chip cho chị Thảo Nguyễn hết. À Diệu Nguyễn là 609 Lê Văn Hiến. Ok, ok chị. Rồi nha, cho chị Thảo Nguyễn. Lên thông tin cho em nhé, cho Phạm Hương. Con này size 65, 95.000. Những con này thật sự em không còn giá nào để mà sale luôn chị em mà. Không còn giá nào để mà sale cho chị Bích Liên đi chị. Bích Liên đi, cho chị đủ đơn đi đơn đi. Chị có cái áo không bữa Bích Liên tất chip. Hình như là còn máy xét trong đó. 59.000 này. Áo nam chị Lê Hồng 62 được đúng không? 62 được, 65 đổ về là ok. Chị Lê Hồng 95.000. 95.000 áo nam này. Lê Hồng 95.000 áo nam. Áo nam màu đó hết. Rồi nhá. Con này em đi chị em mình 49.000 luôn. Con này chắc đuổi sức dài lắm chị em mà nói sướng lắm. Ok chị, ok em nha. Quần sung. Quần sung nhá. Áo nam 2X nếu mình còn màu chi không ta? Hiền Huyền Bắc dùng nguyên cái áo nam có cổ áo 95 2X còn màu gì không? 49.000 con này luôn. Quần này là quần dáng sung, size trẻ mình 52 đổ về. Tại vì chị em mình con này là nguyên bị bán bị hớ. Nguyên tưởng là còn con hai con là nguyên đẩy nó 49, ai đâm ra còn được cặp hai cặp luôn. Bây giờ lỡ rồi xuống 49 là ly chị em mình 49.000. Nha, size này cho trẻ mình 52 đổ về. Quần đuổi xước dài nhá, quần sung nha trẻ mình ơi. 49.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Bộ này mới vừa lên mà ta. Sao không xả rồi. Bộ này bộ 85 nè. Có chị Bông ơi. Có nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. 49 cho chị Anh Trần. Quần đó chị. Quần đó chị. Bộ bé 75k luôn. Quần 49 em hết rồi. Quần 49 hết nha. Rồi lên luôn dùng mã này là mã gấu. Gấu bé size 30. Size 30 nhá. Gấu bé size 30. Nguyên đi luôn cho trẻ mình con nào luôn.
đen nè. Quần đen à? Dạ. Tên mã bộ bác. Giống bác. Cái gì ti ti? Cái gì ti ti? Con quần này 49k cũng bo size 52 đổ về. Size 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. 49.000 bo, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 20kg à, hết rồi chị ơi. Không còn. Nhưng mà hàng em đi luôn chị em mình 85.000 chứ không đi giá đó, vì hàng này hàng xả thôi. Nha 49.000 quần ống bo size 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên luôn dùng mã này. Cái này 28kg. Em đi chị em mình bộ này 75k. Bỏ cho chị bông bộ vàng nữa chị. Bộ vàng em đang mang gì bông bộ 89.000. Trời ơi, cái bộ này hàng 89 này. 89 sẽ 75.000, 79.000 đó. 85 thôi, 85.000. Cái này em đi chị em mình 70.000. Size từ 26 đến 28 cái ok. Bộ này một cốt công tàu nhé. Vì hàng bom hàng xả nha, nên là Nguyên mới đi giá này. Chứ còn bình thường không có giá này chị em mình ơi. Rồi nhá, tiếp luôn dùng đi. Cái này em còn 3 bộ. Em tặng nó luôn, mấy bộ này là hàng công ty. 70, chuẩn hàng công ty luôn cái vậy mà nó còn sót được vài bộ, lẻ tẻ vài bộ. Em bán tặng nó luôn hàng 125.000. Size 57 đổ về hết nhá. Cô Hà mang những con này sướng lắm luôn. Lên mã này là mã tim xanh. Chúc mã tim xanh nhá. Em sale gọn luôn cho chị em mình luôn. Hàng sale 125. Em đi nót luôn cho chị em mình luôn cái này luôn. 95k nót. Cái này em sale không ấp nhá. Nè chị em mình nhìn. Từ đường kim mũi chỉ những cái bộ hàng công ty rất là chắc rất là sướng. Đường kim mũi chỉ người ta hàng này hàng Nguyên Đặt Mai. Hàng đặt công ty Mai. Size 57 đổ về nhá. Đây chị em mình là 95.000 luôn. 95k đen có đây. Nha 95k đen luôn. À quên lộn, 95k tim xanh luôn, size 57 nhá. 95.000 chưa bao giờ có giá này, chọn luôn chị em mình luôn. Hàng này là hàng Nguyên Đặt Mai nè. Ok, trang anh gồm. Hàng chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. Đấy, hàng này là hàng với hàng kích muôn đó. Tim xanh. Hàng kích muôn đấy. Tim á. Chị Trung Phạm lấy thông tin lại cho em đi chị ơi. Nha tặng 95 luôn cho nó gọn. Cho chị Trang Anh gọi Trung Phạm lấy lại thông tin cho em nhé. Phát tặng nó luôn chị em mình cho nó gọn. Nha cho chị Lê Hồng luôn. Lê Hồng luôn Nguyên còn được một bộ tim xanh. Tặng 95 luôn, bán tặng 95. Nha chị Tâm Võ. Thôi em không dám bán cho chị nữa luôn. Mấy lần rồi. Mấy lần rồi. Toàn xã mua chị mua hàng cực lắm. Trung Phạm đi xanh mua cắt. Tim xanh đó chị, tim xanh đó. Bán cho chị cực lắm, em thấy cực lắm. Chút đơn bên nhà em kêu trời luôn. Còn cái này size L, size 62. Size 62 cái độ về. Nha, bán tặng luôn cho chị em mình bộ này 95.000. Cho chị Hồ Thị Thùy Dung. Hồ Thị Thùy Dung. Bán tặng luôn cho chị em mình bộ này size 62 độ về. Lên luôn cho mã gấu vàng. Tặng nó luôn chị em mình, bán tặng cho chị em mình con này 95.000. Hàng công ty nhá, bên này hàng chị nào hay mua hàng Kitmoon là chị em mình biết. Đấy, là hàng của hàng công ty Kitmoon đấy. Xịn sò luôn từ đường kia mũi chỉ luôn cho chị em mình mà đi cho chị em mình giá này còn rẻ hơn giá hàng chợ. Lên luôn dùng mã này, size 62. Lên mã vàng. Chốt mã vàng size 62 là lên ok luôn dùng nguyên nhé. 95.000. Vàng size 62, rồi lên mã bộ cừu này còn được hai bộ size M, size 55 đổ về thì chị em mình cho ok. Nha. 40 rộng chị ơi. Size M, size 52 55 nhé, có 3 bộ. Lên mã cừu. Bộ đang mặc có size không chị ơi? Bộ vàng là chị từ từ Hồ Thị Thùy Dung. Bộ vàng có size nhỏ size L không chị? Có vàng có size L không? Vàng nó hồi nãy size L rồi. Áo nam còn em lên đây để từ từ bóc size. Bộ vàng còn toàn XL nha. Toàn XL thôi. Đây chị em mình nhìn nè. Lên mã cừu. Cưng lắm luôn ấy. Chốt lên mã này là mã cừu luôn dùng nguyên nhé. Vàng M không vừa. Hồi nãy chị lấy size L rồi. Lên luôn dùng mã này là mã cừu. Em mang thử cho chị em mình làm. Đó vàng chị Rim ca mang thử những cái bộ này cho chị em mình xem. Em còn có mấy cái bộ này. Dạ em xin nhé. Bỏ cho chị bông rồi đó chị. Rim ca. Cường đây chị coi còn sai đâu đó. À, Hồ Thị Thị Dung là vàng, bộ vàng sai gì đó hả? Cái sẽ thôi, còn lại là 10 lưu ít từ. Cái gì? Hồ Thị Thị Dung là L. Không có chị ơi, vàng có M với XL thôi. Kích luôn cái bao cam đó bạn.
vô. Chị ơi em nhắn qua Messenger. Không chị ơi, không qua Zalo đâu chị ơi. Nha, rồi lên luôn dùng bộ xanh này, có một cái bộ xa S thôi, còn MLXL chị em mình lấy 62 tí. Em bán tặng luôn cho chị em mình bộ này với giá là 95.000 luôn. Bộ này hàng công ty nha chị em mình ơi. 95.000 nốt nhá. Tay của nó là dạng cánh tiên như thế này. Hàng công ty, hàng này là hàng nguyên xe 125 thì đã thấy cảm thấy là nó đã rất là rẻ rồi. Đây, em còn lẻ tẻ mà. Hả? S có một bộ. S có đúng một bộ thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã cừu luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng nguyên cái size là ok. Em đi luôn cho dễ mình bộ này với giá là 95.000. Chị nào lấy cừu lên cừu luôn dùng nguyên nhá. Cừu kèm luôn dùng nguyên cái size. Đây cái áo nam này chị em mình có sao 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 thấy xin lỗi không biết. Áo nam này. Huyền Huyền có từng đi nữa đã. Sao thấy toàn size nhỏ không à, không có size to. Xanh size M chị Ngọc Sương. Xanh M cho chị Ngọc Sương, M đây rồi chị này. M chị Ngọc Sương. Chết đủ size trong nãy rồi. Quần nam em còn. Có chị Dream Ca, bởi vì Dream Ca XL nữa. Bởi vì Dream Ca XL nữa. Áo nam con này em còn một con này, size 62 đổ về. Hai con. Hàng có mới về chứ không có lấy gì về chị. Hàng cao ví dụ như đi nhập vô đầu đầu 170, 180 thì làm sao mà bán nổi. Hàng này hàng 170, 180 mà sale vậy mình chỉ có 95.000 mà còn chậm thì làm sao mà nhập được kia mà bán cái giá nó nổi. Thật sự luôn ấy. Đấy là một xanh chị Thanh Anna. Thanh Anna. Thanh Anna. 65kg có Thanh Anna. Lấy xe 1X đấy chị Ngọc Nguyễn ơi. Màu nu không có xe 2 rồi. Rồi nhé, xe 65 này. Nu xe 2 thế cho bỏ vậy Thanh Anna. Ngọc Nguyễn, 57kg là chị ơi, chị ơi, chị Thanh Anna 2 cái luôn. Chị Ngọc Nguyễn là đang hỏi cái gì vậy chị ơi? Đang hỏi là áo nam hay là bộ. Rồi ba bộ này, ba con màu đen này xe 65 95.000 nhé, hết rồi đó chị em mình. Đây là những con cuối cùng rồi. Size 3X màu đen, size XL xanh hết rồi. Có XL có màu xanh không? XL xanh. XL tầm 57, 58 nhé. Nha. Cho chị Hiền Trang, cho chị Thái Hoa cái nữa. Thái Hoa xanh cái. Ừ. Chị ơi, lên cho em chính xác cái số ký luôn cho nó ok. Đen này có 3 cái size 3 này. 2X được không? Không, size 1X thôi. Đây, size 1X đây. 1X đây. 1X đây. Số 2 màu xanh nè, size 2 còn không? Cho chị Rim Ca. Đen 70 hết rồi chị ơi. Hết đen 70 rồi. Rim Ca. Xanh 2X cho chị Đào Bích. Xanh 2X cho Đào Bích. 95k. Không, chị Thái Hoa ơi, không vừa. 65 chị phải lấy size 3, nghe rõ số ký chốt nha. Còn nếu mà chưa biết size gì thì cứ lên chung số ký đi. Bỏ ra. Nu có 2X rồi chị ơi. Xanh nhạt đây dì ơi, xanh nhạt đây, còn xanh nhạt cái xanh gì? Còn xanh nhạt đây mà. Chị Hiền Trang có lấy không? Xanh nhạt đây nè. Bộ đang mang 57 gì lấy size L là ok vừa nhé chị Ngọc ơi. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Đen size 3. Xanh với thầm, ít là lão nam hả? Áo nam ấy. Lấy rõ áo nam hay là bộ nha. Áo xanh size 2 còn không cho chị Nhiên An cái gì? Nhiên An đó. Hết size 2 rồi chị ơi. Hết size 2 nhé. Rồi lên size 3 nè. Size 65 có 3 con. Chị nào lấy đen size 3 lên đen size 3 luôn dùng em. Đen size 3 có 3 con. Có màu gì size 3 không? Đen size 3 nè. Nu size 3 nè. Bộ đăng mang chị Sim Trần ơi. Lên thông tin cho em đó sẽ. Lên thông tin cho em. Lên thông tin cho em nhé. Xanh có 1 con size 3. Áo nam của chị Út Khâm lấy size XL xanh. Sim Trần. Sim Trần 60 lấy xe 2 là xe 62 quay đầu được là chị Nguyễn Hương Anh ơi. Chị thấy chị Sim Trần luôn á. Rồi ok nhá. Sim hoa sim à. Sim Sim Trần không thấy. Không có màu nu xe 3 đâu chị ơi. Chị Thái Hoa bỏ cái đơn kia ra. Thái Hoa
bỏ cái áo hồi nãy ra, lấy con này, lấy con này. Không có, không có. Rồi màu trắng xây ba luôn. Thái hoa. Đây nè chị nè, thái hoa luôn nè. Thái hoa luôn. Rồi màu trắng xây ba, xây 65 nhé. Trắng xây 65, đen xây 65. 95k, đây là những con cuối cùng rồi chị em mình ơi. Gom chung với ai đến lúc chốt đơn báo giùm em nha. Trắng xây 3 Lê Hồng. Chị em mình muốn gom chung với ai đến lúc chốt đơn cái là báo giùm em giờ nó đến nay không nhớ. Hai chị Lê Hồng. Cho chị Lê Hồng. Cho chị Lê Hồng. Còn trắng và đen xây 3 đấy, chị nào lấy chốt nha. Trắng xây 2 này. Trắng xây 2 này. Chị Tâm Võ ơi, em không chốt nữa nha. Em nói thật sự luôn ấy, đơn của chị bao nhiêu lần chốt đơn rất là cực, thấy cực quá nên là thôi. Nhân viên cũng phải không? Tâm Hồng, Tâm phải không? Chị Tâm Tâm Võ này mấy hồi mang cái áo dài hồng hồng ấy. Mang cái váy hồng hồng đúng không? Nếu như là chị thì thôi. Nếu là khách mới thì được, còn nếu như chị thì thôi nhé. Bán cho chị cực lắm. Nhân viên chốt đơn kêu trời luôn. Coi rồi mất công đọc. Chị em mình để ý thấy không, trên like là ai có tên Hương đều đọc. Đến lúc chốt đơn rồi thì là kêu là ủa không, không nghe đọc tên, không nghe đọc tên. Rồi chụp lại mẫu nhà Nguyên không có cái nào. Có một ít không? Đen có một ít không? Cái này có một ít xanh nè. Xanh 57-58 đổ về nha. Chưa mẫu phái của chị. Phải không? Phải vì ta mỗi khi hình đại diện là cái váy hồng hồng. Nếu nha, nếu chị đổi hình đại diện ấy thì thôi em không dám bán nữa. Còn nếu là khách mới lên thông tin cho em nha. Còn cái này size 57-58 đổ về nhá. Chốt thì chị kia là chốt trên like đó, nhưng mà xong đến lúc chốt đơn là bảo là ủa không nghe chốt. Rồi xong là bắt chụp hình lại. Rồi còn màu chị đó Hiền. XL đen nè, đây đây. 62 đổ xuống lấy C2. Rồi XL đây nè, xanh. XL đen cho Nguyễn Hữu Ngọc Anh nè chị. 95 Nguyễn Hữu Ngọc Anh. À từ từ. Xanh C2 có không Nguyễn? Xanh C2 hết rồi nhá. Em đi cho gọn kho luôn. Đen chị Nguyễn Hữu Ngọc Anh có rồi. Đây xa XL đang có từng này. Chị em mình đừng đừng có lên hẳn số ký, cứ lên, à quên, đừng có lên hẳn size, lên số ký luôn dùng nguyên 70kg em hết rồi chị ơi. Cứ lên hẳn số ký, tại vì mỗi form áo nó khác nhau. 3XL không vừa, tầm khoảng 65-68 thôi. 65 thôi. Rồi nhá, lên trắng, size 57. Cho chị người tình trăm năm bộ em đang mang CM. Đang mang CM. Bộ màu vàng chị, bộ màu vàng CM. Bộ vàng CM. Vàng có CM không? Vàng không có CM. Chỉ có xanh mới có size thôi, không có vàng nha chị ơi. Vàng không có size M. Rồi lên mã trắng 95. Trắng 95 nhá. Nha chị nào lấy trắng 95 lên trắng 95. Nói chung là em còn chữ là size nhỏ, không còn size to. Giờ size to nhất là size 65 nha. Và nhắc lại cho chị người tình trăm năm, cả hình như em nói cũng là 10 lần. Đọc mà không trả lời tin luôn. Thế nhắc chị trên like gì mới trả lời chứ. Trắng cho ai đây? Trắng cho cô Nguyễn Thị Hoàng. Cho cô Nguyễn Thị Hoàng. Đấy chút đơn rất là cực. Bữa nay là bữa đợt này là em nhiều khi là em chuẩn bị là em không nhắn tin nữa luôn ấy. Chị nào có đơn đọc tên trên like là chị em mình đi đơn thôi. Đã làm cho chị em mình rất là kỹ luôn, thấy là chưa chỗ nào mà chốt đơn mà kỹ nhà Nguyên luôn ấy. Nhà Nguyên nói là làm mấy chỗ mà chưa có, rất là mất thời gian, rất là qua rất là nhiều công đoạn, nhưng mà rất muốn kỹ cho chị em mình ấy. Xong rồi nhắn tin để cho chị em mình kê ra từng món để chị em mình rep 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 coi cái nào xong đó. Còn nhiều chị không thèm rep tin luôn, cứ để miết đọc để đó, đọc để đó. Em nói rất là mệt cái vấn đề này, em nhắc đi nhắc lại coi coi chục lần. Cái này còn hai cái em bán tặng luôn chị em mình luôn, không phải là lần này mà rất là nhiều lần chị ơi. Họ đọc đơn đọc tin để đó, mà không đọc tin gọi điện không bao giờ được. Cái nó là gì vậy? Cái trong cái bì ái nó là gì vậy? Bỏ ra con sale luôn đi. Cái này em có hai cái này. Bán tặng luôn chị em mình luôn 75.000 luôn cho nó hết, cho nó gọn kho. Hàng này hàng sale 89, lên mã lỡ 75 nhé, có hai con thôi. Lỡ 75 nha, size 52 đổ về. Áo này áo lửng lửng ấy, áo lửng lửng nhá. 75k size 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên mã khoác lửng nha. Đây được hai con, một màu xanh một màu nâu. Khoác lửng nhá, bán tặng chị em mình 75.000 luôn.
Chị nào lấy cái này thì lên nhé, lên mã lửng luôn dùng là ok. Lửng 75k nhé. Cái gì môi móc dữ chú? Cái nó là cái kia mà môi rất kích á. Chào ơi. Cái này là cái gì, quần công sở lẻ lẻ à? Ôi chào ơi. Còn này chị ơi, em không có xe lớn. Đi đơn được cô Hòa ơi, không gom đơn được nhá. Con nói từ sớm tới giờ là không gom mới bắt cái đơn cũ. Ok. Cái gì? Em không gom, không gom đơn cũ kia cô ơi. Phước Nam em có. Cái này còn đủ sang Nguyễn. Cái này đi đằng lái. Cái cọc nó là cọc chi bỏ lên, từ từ cái này để phân sai lại đã. Phân sai lại đó. Cọc nói là cái gì? Quần công sở luôn, thấy đem thui từ lùi ở trong đó một đống. Chả biết là cái gì luôn. Thôi bỏ bộ qua cho Nguyên đi, bỏ bộ bên đây qua cho Nguyên đi. Bỏ bộ bên kia qua cho Nguyên đi. Đem thui từ lùi. Nào là quần công sở các kiểu. Hi hi hi, bóc đi, bóc đi. Bóc hàng lai chứ đằng đó. Bộ đi à. Ừ. Máy mão luôn, bỏ máy mão luôn đi. Có về đùi nữ à? Đùi nữ loại chi em ơi? Loại gì đã? Rồi lên cho em mình bộ hả? Lên mã bộ hả? Bộ này em có mấy bộ thôi nè. Bộ này hàng 255.000 một bộ. 255.000 một bộ này nhá. Đi nát luôn cho chị em mình bộ này luôn. Hàng hãng này chị em mình ơi. Chị Nguyệt đập luôn giùm em cục đá bỏ trong cái ly. Ly ấy em bỏ trong... Lên luôn dùng mã này là mã hãng luôn dùng Nguyên nhá. 3X tầm 65. Nè. Cái màu này quá đẹp luôn. Tranh thủ ghé đấy sớm giùm em. Đây luôn cho em mình bộ này là bộ lụa hàng. Chắc của nó không nhăn, không nhào, không rút như vậy mà thôi. Em đi luôn cho em mình bộ này giá 95.000. 95.000 nha chị em ơi, những cái bộ hãng này khỏi phải lăn tăn rồi. Lên mã 95.000 hãng luôn dùng Nguyên nhé. Này chị em mình nhìn nè. Size cho những chị em mình lấy 60kg nha. L, XL và 2XL. Nha, L, XL lấy 3 size đi chị ơi, cho nó đủ size nè. L, XL, 2XL đi. Nha, 95.000. Cho chị Ti Ti, hàng này chị em mình nhìn hàng luôn dùng Nguyên. Hàng này là 255.000. Xong quần lên từ 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 từ. Không có hai không đủ từ từ lên áo khoác nam nhé chị, áo khoác nam lên lúc tối rồi đây lên là sao, lấy hai bộ size to nhất thôi, lấy đều size vậy ơi, chứ hàng có một đi thứ có một cái gì lấy gì, lấy hết mấy bộ size to rồi làm sao bán kiểu gì ký người rồi nhá. Lên luôn dùng mã này nha, em đi luôn chị em mà là 95.000. Trưa nay không tính like nhưng mà nó cũng còn linh ta linh tinh hàng lẻ chỗ nào thôi, sale gọn hết cho chị em mình luôn. Đỡ phải xếp nha. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này. Cái kia cũng có nhưng mà vứt lại cho người ta like, chứ còn sóc vứt ra nó thì thôi chứ. Mình là sóc vứt ra đây người ta dọn lại mà. Chán đẹp. Số 2 đi về chị đó. Số 2 có. Nó tặng đây này. Cho chị Ngô Tình nó dùng tối cái lũ cho này. Cho chị Tiên Ca. Hả? Quân đuôi từ từ chờ một xíu. 60 không có, 56 thì cho hồng đào. Tim ca, SXL thì cho hồng đào. Rồi ok, còn bộ này size 57 rồi. Bộ hãng này không có size quân đuôi. Hãng này không có quần đuôi nên là em cũng đang tại em cũng tranh thủ này nè. Thôi xong xong cái này đừng có bươi ra, để từ từ. Hồi nãy em đọc 95 trời ơi. Không dở hết rồi, còn một bộ size 57 lỡ rồi, lỡ một bộ này thôi nên là chính thực sự em lời em tính từng nghìn đó chị em mình. Em lời em tính từng nghìn đấy nên là giờ xong cái bộ này 95 còn quay ngược lại là 98 nhá, chứ không phải lãi nhiều đâu mà toàn bộ là tính từng nghìn, tính từng nghìn đấy nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, còn một cái, còn một cái nhá. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, 95k luôn dùng Nguyên nhé, 95k. Rồi bóc. Cái này đùi tặng luôn. Con này cái kiểu của nó nhé, chả phải hàng lỗi đâu. Thì con nào cũng như thế, 10 con như một à. Nè. Đấy, nó tua kiểu như thế này đây.
TS. Đây mã này mã không đồng luôn. TS. Ui, đây. TS nhá, lên mã không đồng luôn dùng nguyên. Bộ này em đi chị em mình 85.000. Còn bộ là màu đẹp thế này. Hồi sáng chị nào mà lấy mấy con mấy bộ này tìm không ra này. Cứ về hàng mới. Cho chị cho Hồng đào. Hàng mới lắp hàng cũ, hàng mới lắp hàng cũ cuối cùng. Không đồng ở dưới. Nên là cuối cùng là đâm ra là nó lẻ thì quá là nhiều, ngày nào cũng có hàng về á. Rồi nha, lên luôn cho mã này là mã bêu. Bộ đen đâu đây? Bộ đen cho chị Hồng Phụng. Bộ đen này đúng không? Chị Hồng Phụng. Lên luôn cho mã này là mã bêu. Cái bộ nai à? Lên rõ cho em đi. Bỏ bộ nai chị Hồng Phụng đổi mã đi chị. Nai. Nai đen còn bộ nữa nè. Nai đen còn bộ này em đi chị em 85.000. Bộ này là toàn bộ là chất cốt tông tàu và thun thái thôi, size 60-62. Ok, bỏ ra rồi chị ơi. Lên mã này là mã bò cam. Đây là những cái bộ cuối cùng hàng top lại Huyền mới moi ra này. Bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn nha. Lên luôn dụng mã này là mã bò cam 85.000. Rồi nai đen, nai hồng 85 nhá. Nai đen và nai hồng 85. Ok, hồng cho chị Hồng Phụng luôn. Trời ơi Nguyệt ơi, nó đáng á, quên nó ngọt của Nguyệt ơi, cho em thêm xíu vậy. Hồng cho Hồng Phụng luôn. Hồng cho Hồng Phụng. Rồi nhá, lên luôn cho mã nai đen. À, B. Bò bà kêu B. Kem sô cô la. Chơi nhau không? Rồi nhá, lên luôn cho mã này là mã nai đen có một bộ 85.000 nha chị em mình ơi. Chốt mã nai đen dùng nguyên nhá. Nai đen 85. Có một con. Phước Nam à. Bỏ lên cho em đi, có mấy con thì nó coi size bán tặng luôn đi. Bò cam rồi. Chốt xong là đi đơn rồi chợ. Lên mã này, lên luôn cho mã là mã nai đen. Con này là thun thái, lên mã thái xanh. Lên mã thái xanh còn đúng bộ này. Thằng này giờ tiền không ra vậy em ơi. Nai đen chốt không? Nai đen chốt không? Lên mã này là mã bêu xanh có một cái. Đây, trừ hai chị em mình chiếm hết cái này. Cái đi ngủ. Thấy cái đống này là đi ngủ. Nai đen hết rồi chợ. Lên mã thái xanh. Huyền bơi ra cái duyên ra duyên về ạ. Lên mã nào mã bò vàng. Bò vàng 85 nhá. Chị nào lấy bò vàng 85 chút lên luôn dùng đi. Một bộ vàng bò áo trắng 85.000 vàng nha. Chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên. Vàng 85.000 nhá. Còn bộ con này là chất của nó là chất có tông tàu. Vàng 85 nha. Ai lấy vàng 85 chút lên luôn dùng nguyên. Thiệt chứ 4 giờ đi ngủ. Ôi tới chị Bông bữa nay không đi làm à? Còn ở nhà hả chị ơi? Còn ở nhà hả? Rồi nha, lên luôn dùng mã Beo nu beo đen. À bò thấy xanh em hết rồi chị Rim Ca ơi. Lên mã này là mã bò nu và bò đen nhé. Có hai con. Có bò vàng, bò nu, bò đen 85.000. Cái bộ này là hàng sót lại chị em mình ơi, chứ còn bữa nay không đi nhập ra những cái bộ này. Rồi nhá. Mã này lên luôn chuẩn, mã này là mã gì đó, quần vàng. Bò vàng, bò xanh, ở bên bò vàng, bò nu, bò đen và mã quần vàng 85.000. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. 85k một em. Ai chưa có tranh thủ lên luôn dùm em nhá. Rồi nhá, cái gì đó hàng xã à, 149.000. À vàng. Còn vàng mấy ký? Từ vàng mấy ký, bóc cái gì lên cái đó thôi. Bộ 65 062 cái đổ về thôi em ơi. Vàng mấy ký? Rộng 60-62. Ồ một cái quần nam. Size 30 rồi. Không mua trong hàng này, hàng sale 149.000. Mua cho Tình Ngôn cái quần 400 mấy mà giờ ông nghiến, ông mang không được, ông nghiến mất luôn ấy. Tay 30 nha, 149.000. Cái này em đi luôn trẻ mà 100.000 luôn. Ai nhanh có 100 tt. Giá nó là lên giá bán tặng thôi. Rồi tiếp cái cọc này là cọc gì? Em bóc xuống cái gì em sale cái đó nha. Nên là xăng thôi, giờ xăng thôi. Trời ơi. Mì hàng lết ghi. Mì tàu lết ghi. Con này là mì tàu legging. Size 52 đổ về rồi chị em mình chốt ok. Cái này em đi chị em mình 79.000. 79.000 mì tàu nhé. Cầm con quần nó mướt mượt tay luôn. Size M nhé, size 52 nha chị em mình ơi. Mì tàu nha, legging. Em đi chị em mình 79.000 luôn nha. Chị nào lấy mì tàu lên mì tàu. Rồi size 55 đổ về 79.000 luôn. 55 đổ về cho chị TT.
79.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé, sale gọn hết. Hàng này là nếu mà đúng ra giờ người ta chạy là sẽ là 125 đến 150. Chị em mà HG nó bán là phải là nếu đúng chắc mì tàu như là 125 đến 150 một con. Đấy, vì đi sỉ vô không đã là 105.000 rồi. Nên luôn dụng mà anh này size L. Size 55 đổ về là chị em mình chốt ok. 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Nha, size XL luôn. Size XL là tầm 57. 100 em hết rồi. Cái con nào đây cho chị TT? Con size L. Con đây TT. Con này size 57 đổ về chị em mình chốt ok size XL. Nha. 100 em hết rồi. Em đi luôn chị em mình con này luôn giá 69.000. Ơ quên lộn, 79k. Cái này cho chị TT luôn chị. Còn nó size L. Cho chị TT. TT XL luôn đi chị. À thôi thôi thôi, từ TT nè, TT khác nè. À TT quen. Ok TT quen. TT quen. Rồi con này size 52 đổ về. Trời ơi trời, chị em mình nhìn con quần. Con này 52 đổ về nhá. XL hết cho Phạm Hương thôi. Lên mã nè. Chút mã 52 là ok. 79.000. 60 cái không. Cầm cái con quần nó sướng. Chị em mình mua mì hàng đã sướng rồi. Cái này mì tàu cầm nặng chịch tay nè. Cầm con quần này nặng chịch tay luôn ấy. 52, chốt mã 52 luôn, dùng cái không vừa. 60 cái phải chuyển qua size 2 ấy. 2X, 7X, 52 chị Nguyễn Lành. 52 Nguyễn Lành, 79.000 nha. 79.000. À em mặc à, hồi nãy em sale mấy tiền đấy. Con này em đi luôn cho em mình mã này là mã 70 luôn đi cho nó gọn. Size 52. 70 và size 52, mì hàng luôn nhá. 70 và size 52, chia sẻ lên luôn dùng cho em mình thôi. Giờ bóc xuống cái gì em sale này. Sale hết cái đó. Cái này ai không lấy chịu cho Hạ Nguyên luôn. Mai con này dán quần năng mông. Đẹp lắm luôn và size 52. Cái này 79k. Con này 79k nhé. Ôi cái này Hạ Nguyên đi. Hôm này không chín cắt đây nè. Cái này mặt nhà cũng sướng nè. Hạ Nguyên cho để cái cửa phòng ha. Đem thì lùi vô nó. Con này chị nào cỡ tặng người Nhân Nguyên là đẹp nè. 79.000. Cái này chị nào không lấy thì chịu cho Hạ Nguyên đi. Mang ở nhà. Chipner à? Chipner đi luôn cho chị em mình luôn. 58.000 5 con. 55.000 luôn đi 5 con này. Mình chạy cái này một set mấy à? Chipner này chạy một set mấy à? 125.000 à? Thôi lỡ rồi đi chị. Chục bước đi đâu rồi vô. Cái gì em kích vô đây máy hết rồi. Cái em bơi bơi gái thôi. Em về hôm này. Em bôi đen hết nè, cần tạo bao nhiêu cái nè, em bôi đen hết nè, xong cái kích cô đây nè. Bảy chín hồi nãy cho chị Sương Thu, cho chị Sương Thu rồi lên luôn dùng mã chip cho kem sô cô la luôn. Khi chạy ra chỉ có 101 kem sô cô la. Bảy chín quần hồi nãy cho chị Sương Thu. Đây đây đây, quần phải không ta, quần bỏ xuống rồi phải không chị, quần mà quần năng mông ấy. 79.000. Con này là size 55 nè. Con này size 55 nhé. Mấy cái con quần này mang sướng lắm luôn ấy. Em đây luôn chị em lụa này 79 tăng. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Ôi cái này ai dành có. Mì hàng ngốt. Size này dành cho chị em mình đến 60 mang ok luôn. Chip hết nhé. 55 lấy những ta cho chị TT. Ok. Em lên nhanh nhé, vậy mình lên ra 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 các mã luôn chị em mình bóc được cái diện bóc nhé. Đấy. Lên luôn dùng con này trẻ mình 60 mang vô tư luôn. 59 cao luôn dùng đi. 60 mang vô tư luôn. Cái này là mì tàu luôn nha. Cái dạng mai của nó là dạng năng mông. Chút mã này mã 59 nha chị. 59 cao. À từ từ vừa nhá. Cho chị Diệu Nguyễn. Cho chị Diệu Nguyễn. Ngón còn con thôi chị ơi. Con này tặng nó luôn trẻ mình 49 cao. Con này 40 cao luôn. Con này chắc có tông thôi, vậy là mì. Em like rõ lắm luôn. Nhưng mà hàng mai rất là kỹ. Có tông. Ừ. Nha, tầm 57 đổ về chị em chứ ok. Ngố em hết. Con này là cốt tông chứ không phải là mì nha. Nguyên lai rõ luôn cho chị em mình luôn. Nãy em mới vừa nói xong mấy chuyện chị. 40k cho chị Phạm Tăng luôn. Phạm Tăng luôn. Rồi lên mã này là mã công sở. Công sở luôn dùng nguyên. Xe 52. Công sở 52 nhé. Em đi luôn chị em mình con này luôn giá 69.000. Hàng này đang chị em 79.000 nè. Là lãi được mấy nghìn nè. Cái áo nam mà kiểu như thế còn không ta? Còn móc lên luôn đi. Cái gì lại tại bên nữa bỏ ra nguyên xem. Ô cũng là thấy một đống màu đen. Cái gì màu đen nhiều thiệt cái chứ. Quần không là quần. Lên mã công sở luôn dùng nguyên nhé. 69.000. Size 52 đổ về là trẻ mà chứ ok. Nha, lên mã công sở luôn dùng nguyên.
Rồi cứ để đó đó trong công sở cho chị Bông. Công sở chị Bông. Công sở hồi nãy đi mấy tiền đấy? 69.000. 69.000. Mừng quần dáng bom. Đây nè. Quần này giờ là toàn là đi sỉ vô là 105.000. Thì hàng shop người ta chạy cho chị em bao nhiêu? Cái này sao ui đẹp lắm. Một cái size 50 và một cái size 55. Đẹp hay. 89.000 luôn. 89.000 hồi sáng chỗ sỉ kho sỉ đang up lên con này 109.000. Không bao giờ nó điêu luôn, nó điêu khỏi bán hàng nữa luôn. 109.000 là mì hàng mì tàu. Ok chị Hồng Phụng, con này quá đẹp luôn. Chị Hồng Phụng hai con luôn, 89.000. Rồi nhá. Cọc áo nam này. Cọc áo nam này em đi sale nó luôn chị em là 55.000. 55.000 con này luôn. Cho chị em mà nhìn hàng. Ui chắc bao tướng luôn chị em mà nó. Chị em mà nhìn hàng luôn dùng nguyên. Size 62 đổ về. Quần nó hết rồi. Hết rồi nhá. 62 đổ về lên mã 55 luôn dùng nguyên. Nhận hàng con này mà về mà không phê chắc thì thôi luôn ý. Này chị em mà nhìn 55k nhá, hàng này là gọi là hàng thông hơi nhưng không phải hàng mỏng đâu. Hàng này là hàng dài, thông hơi dài và rất là mềm luôn. Còn bộ size này size 62 đổ về. 62 đổ về cho chị TT con. Có hàng cọc 55k nhá, 55k size 62 đổ về là chỗ ok nha. Lên mã áo nam, đẹp lắm. Con này chị em mình khỏi phải lăng tăng luôn nha, lên mã áo nam. Quần hết rồi, chốt mã áo nam luôn dùng nguyên là ok cho chị Nhiên A. Nhiên A Nhiên An này. Cho TT thêm hai cái này chị, hồi nãy có một cái này. Hai cái này. Ôi trời. Cho Phạm Hương hai cái này. Phạm Hương hai cái này. Cho Út Hầm một cái này. 55k gọn kho luôn nhá. 55k gọn kho luôn. 58kg à. Con này được. 62 đổ về là ok. Võ Thị Yến Nhi. Cho Hồng Phụng hai con. Có chứ chạy từ Yến Nhi coi sai. Rồi có xây to rồi chị ạ. Hồng Phụng con đây nè. Có Yến Nhi xây mấy đã chị? Không, rộng rồi, lộn rồi. Bỏ lại. Không, Yến Nhi không có nhé. Cái cọc này tưởng một sai. Rút đi, rút của chị Hồng, của chị Ti Ti lại con. Bỏ cho chị Ti con xây to hơn xíu này. Bỏ qua, rút của con cho chị Ti Ti con. Ok này. Bỏ Ti Ti 55kg hết nhé. Rồi còn xây 3 luôn. Ui, xây bự không à. Còn cái này cho chị. Được rồi. Cho chị Bích Liên. Con xây to không à? Cho chị Hồng Phụng con. Xây to này, còn hai con xây to này bỏ chị TT xây 4, xây 5 luôn. Hết nhá. Cái này còn SM hàng này 49k em sale luôn nè. Ok, xây lớn em để. Bóc lại cho chị. Còn không hiểu cái áo nó còn không? Còn màu kia không? Áo mà hàng thông hơi, hàng xịn nữa kìa. Màu quá. Ờ sale nốt luôn. Hàng nó mình đi 65 69 gì đấy. Có ở phải hàng không ơi? Lỗ. Ừ. 65kg có. À, em nói này chị bé heo như thế này làm sao đi đơn ta? Em gửi bên này mà 7 giờ là làm sao không biết là đi đơn cái gì luôn, sợ. Quất chứ không là chị địa chỉ anh đâu, chị cho địa chỉ cứ ship tới đi cho nó khỏe. Chứ còn 7 giờ họ không đi được. Từ từ để Nguyên coi thử còn không biết. Rồi nha, con này còn xe F với xe M à? 55kg đổ về. Hình như còn S đây. S với M 55 đổ về. Cái này em còn mấy con, hàng này đang hết rồi. Thằng nó 49.000, á lột 39.000 luôn. Quá sao nha. Đây chị em mình nhìn hàng 39.000 con này, chị em mình mít áo con rộng cũng đẹp. Xe F và M 55 đổ về nhưng mà có M thôi ạ. À. Có 55 đổ về cho chị TT hai con xây M. Hai con xây M. Hết xe F nhé, chỉ còn xây M thôi. Em đi luôn chị em mình luôn. Thêm M chị TT. Thêm M TT. M cho CC. M TT, M CC. TT bỏ qua đi chị CC. 39.000 luôn nhá. Giá này em lên luôn chị em mình, giá dọn kho những cái gì còn lẻ lẻ là em đi hết cho nó gọn. Nhá chị bé heo coi lại thử là chị nhận sẽ được nhận ở địa chỉ, nhận được ở địa chỉ nào, chứ còn cứ 7 giờ người ta không giao được ở địa chỉ đó được. Người ta không đi, 7 giờ người ta không đi. CC à chị, có chứ chị. Phạm Tăng. Thảo Lê. Võ Thị Yến Nhi. 39.000 gọn kho luôn. Chị nào lấy cái này thì lên giùm em nhé.
teo gọn luôn cho nó sạch kho đấy. Nên là chị em mình nhanh tay nhé. 39.000. Đây nè, còn sót mấy con áo nam này nữa nè. Hàng này mình sale bao nhiêu tiền ta? Cho chị Lê Thùy. Áo nam này là mình sale mấy tiền ta? Hàng này chính thức lúc mà đi nhập vô nhập giá cao này. Cứ rớt lại con hai con. Chị Hàng hôm bữa sale con này mấy tiền? 79.000 phải không? Phải con này sale 79.000 không? Áo nam này nè. Đang mời cho chị Jessica thấy. Không có size to chị ạ. À. Chị Rimka ơi. Chị có S M thôi. Hết rồi đó, nên là sale hết luôn. Trừ hết S rồi còn M. Còn mỗi M. Con này lên mã khoác nam dùng nguyên nhé. Size 65 kg độ về, có hai con. Cái này đi nắng vô tư. Size 62 đi. Rồi. Thu một kem có cái size gì? Size L nhá. Con này size 62 đổ về. Tặng khoác nam luôn dùng nguyên nhá. Cái này mang nắng vô tư luôn, mùa lạnh mang cũng được. Nha, đang size M thì like fan. Con này em sale nó luôn kìa mình luôn. Gọn nhá. Hai con thôi, size 62 đổ về. Khoác nam nha, dài lắm, con này dài lắm, rút lên. Khoác nam luôn dùng nguyên nam phối, con này đẹp đi chị em 65.000 luôn, được hai con. Sỉ nhà nguyên không có giá nào. 65.000 luôn. Được hai con size 62 nhé. Size 2XL nhưng mà 62 đổ về thôi, mang cho nó thông thả. Hàng đẹp hết, con này hàng Quảng Châu ấy. Nha, chị Thanh Duyên Trương, chị Ti Ti một cái nữa là hết. Ti Ti cái nữa là hết. Con nam hết màu đó nha, Ti Ti nữa thôi. Hết rồi đúng không Huyền? Thế là tôi sale luôn 65.000 rồi đó nghe. Lâu lâu nó lò ra một cọc nữa thì thôi luôn ý. Con này dạng phung lạnh này, con này đẹp lắm, con này xong thấy sai ta. Con này xong thấy sai cho chị Hà. Chị coi giùm em con này sai gì chị. Thôi coi. Sám lên cho chị Ti Ti luôn đi, bỏ chị Ti Ti luôn đi. Còn ba con này nữa thôi chị nào lấy mắt nó đi, em nắp 65.000. Con này sai 60 nè. Anh đi không đồng đi. Anh đi không đồng cho chị đi. Bỏ chị Ti Ti đi. Ui, con này là dạng dù mẹ, con này có mũ nữa chứ. Đẹp quá chị ạ. À? Em đi 65.000 lỡ rồi. Lỡ rồi. Không có 70. Cho chị Thanh Dương Trương con này xem 60. Thế, nam nữ mang được hết. Thanh Dương Trương con rồi. Đánh thêm đi. Đây chị cái nè, cho chị Ti Ti cái nó, cho chị cái nè. Cho Ti Ti, Thanh Duyên Trướng, Phạm Tăng. Rồi hết các chị em mà đang hào quảng trâu. Còn một cái, size 62 hết. Cái này không ngủ luôn. Còn cái đấy. Hết rồi đấy, em xót kho nè, em đi lưu gọn luôn, chị em 65.000 luôn ấy. Ti Ti lấy hai cái hai màu đi cho. Giá này là xe bất chấp như vậy mà ơi. Chứ lâu lâu còn cái này là không nhớ tới mẫu để mà like luôn. Không ngủ gì Thanh Duyên Trương. Lâu lâu còn cái, ôi thế hồi nãy còn cái sót cái màu xanh mẫu nè. Hết nhá. Con này xe 4, cái này bỏ cho chị Hồng Phụng luôn. Bỏ chị Hồng Phụng luôn. Ok hết. Cái tiền mình mò ra cái tiền nhiều quá đi người ơi. Cái gì như cái lập đi vô. Cái lập công sở cái lý cái sát rồi. Thì mà thấy đen xong á, chả biết cái gì mà lai luôn á. Có sổ lai xong. Con này con cái. Cái này tình ngôn phải mái cái rồi. Chứ không phải chừa cho anh mang luôn á. Bữa nay rảnh nó đánh không nhận đơn nữa. Vì nhiều quá, tủ không có chỗ trước nữa luôn. Này. Lai luôn dùng nguyên con này luôn. 55.000 size 60. 55.000 size 60. 55.000 tay 60 nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Ui, mì hàng nhá. Mì hàng 49.000. Size 52 ba cái. Khoác nam hết rồi. Hết khoác nam rồi chị ơi. Mì hàng nha. Lên mã này giúp Nguyên. Em đi luôn chị em mình con này giá 49.000 luôn. Size 52 đổ về, ba con này là size L nhá. Mì hàng.
ba con đi, phát luôn ba ca đi. Sáu gì đấy chị Ken sô cô la ơi, cái gì đấy? TT hai và Phạm Tăng con. TT hai và Phạm Tăng con. Áo áo xanh xay xay ơi, đúng không? Đi sô cô la đúng rồi. Áo nào không ngủ màu sáng. Xay 65 có một cái đi chị em mình 65 ca loại đây chị. Phải hàng xã phải. Không đồ bé là đồ bé coi đây còn. 49 hết rồi. Ok chị cho Hồng Đào thêm giờ đổi qua thêm cái gì đó thôi chứ gì đâu nữa. Không. Bây giờ cho Hồng Đào thêm cái gì. Đây nè, cho nguyên mớ luôn cái này đóng xã luôn nó vậy đó. Nó là hàng xã luôn ấy. Hàng xã cái đóng vào vô dây đây. Ngang cho Thanh Dương Tương. Ta lên ta qua bên đó. Không, cứ bỏ lên đây để em bóc rồi cái chi em ấy. Còn để trắng chút đơn. Em bóc trong cái gì em xeo cái đó giờ view cũng đâu có bao nhiêu đâu. Đây nè, tương cho đồng nó. Ai xeo hết cái bà hờn đi luôn ấy, bà xét vô cái bà hờn luôn ấy. Cái bộ này chị nè gọi phải cháy máy bữa giờ không nghe máy luôn nè, bữa giờ không hề nghe máy nha. Rồi lên luôn vô cái này bộ ngố à chị, bộ ngố giờ tiền đâu ra trời. Bộ này hôm bữa em chơi 95.000 đi, chị em 85.000 cái bộ này. Bộ này chị em mình để hot girl nó đang chạy, chị em 135.000 không bao giờ nó điêu. Bán tặng luôn cho chị em mình bộ nào với giá là 95.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã 95 luôn dùng nguyên á, lộn lộn 85.000 tay 57. Bộ này bộ 110 85 cho TT. Lên mã này mã 100. Chúc mã 100 nhá. Xay 60. Bộ này bộ lụa mango 100. Khách nhà nguyên mê bộ này nè. Xay 62 nhá. Chúc mã 100. Bộ lụa mango lẫn 100.000. Bộ 85 em hết rồi chị Hà Đỗ. Lên mã này là mã 100. Mua được cái váy hoa sale. Trời ơi Nguyệt lấy cái này cho chị. À này TL rồi bà ơi. Xay 55, 57 đổ về 125.000. Cái này là hàng em đi bao nhiêu tiền? 185 hay 165.000 đấy. Đi chị em mình 125.000. Bộ 85 hết rồi nhá. Con này đẹp lắm luôn. Lên kia, lên dáng chị em mọi người thấy 125.000 con này. Nha chị nào lấy váy đỏ xay L 125. Đỏ xay L 125. Mua mấy con áo dài 19.000 cho chị TT. Nè, thôi bán tặng người con đi. Lên mã 10k đi, 1 2 3 19k đó, 4 con. Nè, xíu nữa chị đi không xả là bị hố một con rồi đó. Trong đây 4 con mà ghi có 3 con này. Thấy chưa? Chị nào mà không xả là có chị TT luôn này. 10k luôn đi chị, 4 cái. Phái hết rồi chị ơi. Bảy chín nghìn xa 25. Lên mã 70 xa 25. Bộ ngố 70 xa 25 hết rồi nhá. Bộ ngố 70 xa 25. Ngố 70 và xa 25 nhá. Chị em mình đây luôn dùng ngố 70 cao và xa 25. Bán tặng thôi. Ngố 70 xa 25. Anh 100 mà chị cái đai đúng không? Hết rồi. Từ. À 100 đúng rồi. 100. 70 cho chị Ti Ti. 70 cho chị Ti Ti. 70 cho chị Ti Ti. Cái gì đây? Ôi quần nam, quần nam. Gió size L. Gió uni size L size chị em mình tầm 58 độ. Vậy là chị em mình lên ok luôn dùng nguyên. Tặng nó 69.000 luôn. Áo gió nha, là hàng 125 của nhà Nguyên á, chứ không phải hàng rẻ đâu. Nha, lên luôn dùng mã này mã gió luôn dùng nguyên. Comment mã gió, chị nào lấy gió lên gió. Ba cái quần nam size 57. Hàng này 59k đúng không? Chị đi tây. Bán tặng với chị em mình 49k luôn. Xay M thôi nhá. Không bán 49k à, bán cái gì em mình 40k. Nhắn lại cho chị TT chị ok thì em chừa cái này mặn nhà chị nào nhanh đấy. Có từ có 4 con. Ngố à, ngố chi đó ta. Con này đi 40k luôn. Size này dành cho những anh nam nào 57 đổ về, có 4 con. Có 4 con thôi, lên mã này là mã à, ngố đi à, quần nam phải không? Phải không? Đúng không? Cho chị anh càng cái Jessica cái và TT. Đấy. À anh càng. Bộ đó đẹp không có người lớn dạ. À không phải. Không phải lộn rồi, ngố hồi nãy không phải. Cái gì bỏ cho chị Phạm Tăng. Phạm Tăng với là TT hồi nãy chắc là ngố là cái bộ đầu tiên ấy, bộ bé.
cho người lớn hả chị? Quần nam hết nhá, quần nam hết nhá. Quần nam cho Bảo Thủy Yến Nhi chết đi. Bảo Thủy Yến Nhi còn đơn không? Yến Nhi hồi nãy có chứ. Hồi nãy con này sale 59k luôn. Này chị em mình ơi, con này quá đẹp luôn. 55k đi. Bắt cách rồi nhá. 55k con này. Size dành cho chị em mình 52 đổ về. 52 đổ về nhá. Lên mã này là mã 55k, size 52 đổ về là chị em cho ok. Trời ơi, bà ơi, cái từ từ con tay ra. Này đủ size. Rồi lên luôn những mã thằng trắng luôn. Bà ba bà bơi với cái đống này của bà này. Bà thấy chị đóng một con sợ trước cái tay. Thấy mệt rồi. Đủ. Quần nam. Đủ thế rồi. Trời nhá, kiểu chi mà không ra hàng lẻ. Ngố hết rồi chị ơi. Bộ ngố đây em còn nhưng mà hàng 79k. Chị ok thì lên. Thôi có em lại chưa. Sao về có em lại chưa. Cái này em đi luôn chị, mình nói 55.000. Đủ size nhá. Size kèm, cái này kèm luôn. Có cái luôn dùng nguyên sale gọn kho như vậy ông mình ơi. Nó thật sự không quay quay cái nhà không lại ngán luôn. Từ ngoài cổng vô tới hết nhà luôn, chỗ nào cũng có hàng hết, sạch chỗ lắm luôn rồi. 55 kèm số ký nha chị ơi. 55, hiện chị có 2x với 4x à? 2x tầm 62, 65, 4x đến 70 có 2 size thôi. Thì nào lấy mã 2 và mã 4. Còn 2 size cái màu này thôi chị em mình ơi. Hàng xịn luôn cho chị em mình luôn. Này chị em mình nhìn hàng giống cái con màu xanh lúc nãy. Hàng này toàn bộ là hàng thông hơi như này. Mùa này mang con này cũng quá sướng luôn. Nha, từ từ. 59 à, lấy size 2 thì hơi rộng rồi. Size hơi rộng rồi. 4 cái size 4, 2 cái size 2 cho DT. 2 cái size 2, 2 hả? 2 cái size 2, 4 cái size 4. 55k gọn luôn, hơi rộng rồi á chị Út. 59 cái hơi rộng. Rộng được không? À con này XL mà. Con này XL này. Con này cho Út hâm đã nè. Con này cho Út hâm nè. Size 3X nữa nè. Em rồi ok, em biết rồi, em bỏ ra rồi. Không có, không có. Bỏ cho chị tây tây chưa? Tây tây size gì? 4 cái size 4. Với lại 2 cái size mấy? 2 cái size 2. Có lấy size 3 không? 3 cái size 3, có 3 cái size 3 này. Kèm số ký luôn dùng nguyên nha. 63 cho chị Thủy đổ lấy size 3 đi chị. Size 2, size 3 đi. Lấy size 3 cũng được. Size cũng được, size 3 cũng được. Rồi ok nhá. Rồi tiếp con coi cái miếng này là cái quần gì đây. Một màu đen đen. Chị Quý Trọng ơi, lên cho em cái số ký đi. Không có số ký nguyên chút cái size gì đây. Này, đây mà cái chị hôm bữa ở chợ Thanh Vinh xuống tìm cái quần này nè chị. Thấy không, bữa nó là có quần này chưa? Chưa. Chị tìm quần này hay là trường cho chị? Trời, công sở đi. Chị bữa nãy chị xuống chị soạn hàng đó. Ờ, nhưng mà biết cái này, hơi có size to là cái màu đen, cái màu trắng. À, lấy cặp luôn đi. Em like cả nam cả nữ, cái gì em bóc trúng cái gì em sale cái đó. Giờ ăn lẻ tẻ ra. Từ từ. Ừ. Cái còn, cái này cũng đẹp lắm, cái này 65.000 nè. Cái này còn nam nữ đều mang được hết. Size đến 70kg về. 70, 72kg vô tư luôn. Mã này là mã áo công ty nam, hàng hàng áo polo có cổ nha, ai quên, công ty nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Con này dơ chứ bà chị ơi, màu trắng này, màu trắng luôn. Vàng xế tờ cho Bảo Nhi. Con này bán tặng đi, bị dơ xíu thôi. Tay này chị em 60, 62 vô tư luôn. Bị dơ xíu, con này đi 39.000 đi. Con bộ nam có cổ, à bộ nam có cổ còn ấy. Bộ nam có cổ còn đấy. Con này 39.000 luôn, xe to. Hôm bữa khách sĩ lên tìm mấy cái con quần đùi này tìm không ra này. Cứ một mớ hàng màu đen. Dơ chị Nghĩa Đòn. Dơ Nghĩa Đòn. Cua mì đi tết này. Rồi con này size cho chị em mình 58kg đổ về. Con này em đi luôn chị em mình 49.000 luôn. Size 2X 58 đổ về là chị em mình chốt ok. Nhà chốt lên luôn những mã này là mã 2X 49.000 cho chị em mình. Xóa được từng này con. Xóa được từng này con. Chốt mã 2X nha. Đẹp lắm, con này form đẹp, chắc đẹp. 49.000 luôn, hàng này nếu nhà thường là cho chị TT 3 con. Cho chị Nghĩa Đòn con hết. Hàng này là thường là hàng con chạy 69.000. Đấy. Hết nha, 47kg không có gì. Thảo Lê ơi, cho chị Nghĩa Đòn cả.
Nghĩa đòn cái và ti ti ba cái hết rồi. 49k luôn đi chị. Quần này để coi thử quần đùi hay là quần ngố. Hết 39, ui 69k luôn chị em mà nói size 52. À quên, đủ size, đủ size. À không phải đủ size. Lộn xùm khẩu. Từ từ chờ Nguyễn xíu. Con này chị em mình nhận hàng chưa? Ai đã nhận con này chưa? Tới S thì chị em mình 50 đổ về nè. Con này lên mã 69 nha. S với L thôi. S50, L55. Hết rồi chị Nguyễn Hữu Ngọc Anh ơi. Con này cứng lắm luôn. Ai nhận con hàng này về thôi khỏi phải che luôn. Hai cái size L cho chị Ti Ti. Đấy cứ lộn xộn trong này. Chứ nhiều hồi like á, khách hỏi à, 49 hết rồi. Khách hỏi là không biết đường luôn. Đến lúc like nó lòi ra thôi. Tại vì cứ màu đen còn ít ít là nhà em chồng hết vô trong hàng lẻ. Rồi nhá. 69.000 con này chỉ có size S và size L. S thì Thảo Lê. Con này chị em mình yên tâm mà đặt hàng con này đi. Thảo Lê này. Thảo Lê, Thảo Lê, Thảo Lê này. Không có số 2 nhá Bảo Nhi ơi. Cái này chỉ có S với L thôi. Ngố mà không phải là ngố ôm mà là dặn ngố dặn người. Một nửa của vô quần dán bo ấy. Đấy chị xin thu ba con rồi. Nguyên mấy con rồi? Nguyên 2-3 con rồi. Xe 69.000 rồi. Còn mấy con xe 69 rồi. Cho chị Phạm tăng sáng 69.000. Tưởng 2 cái rồi. 50 cho chị Anh Trần. 50 cho chị Anh Trần. Hết xe S rồi. Còn xe L thôi, xe 55 thôi. Còn xe L xe 55 thôi. Hắn cũng ăn vừa. Ê, cái này trong bộ rồi Hiền ơi. Cái này trong bộ rồi Hiền ơi. 60kg không vừa. Như chị cho Hồng Đào chỉ cao mà, xây lời cho Hồng Đào không được mà. Còn ba con nữa thôi, con này mít quá phong rộng cũng sướng lắm. Nha chị nè. Bà mua viết, viết mà khách đọc ra. Bà Huyền. Biết, biết gì chị đọc không ra gì hết. Xây lời Thu Thảo Trần. Thu Thảo Trần. Mong 97 à. Được, em mong 94 mang xây S. Chị mong 97, được mà, còn hai cái. Còn quần đùi xây lớn à. Quần đùi size lớn em lấy quần đùi thể thao đi Bảo Nhi, đẹp lắm, tự tin luôn ấy, đùi thể thao nữ ấy. Hai con size L. Bữa nay em bán 105 mà không biết cái này em sale mấy tiền. Nói chung hàng em sale rồi em không nhớ giá. Thì còn ít ít là em sale không nhớ giá. Rồi nhá. Chị rút cho em mấy cái con quần quần thể thao ấy. Xe 49 thì nó sẽ có size. Nó sẽ có size to. Ui. Tây L. Chị em mình ơi, quần dán sung. Quần dán loe. Con này mang lên. Ờ trừ giờ chị lên. Con này mang lên là chân dài miên mang luôn. Hàng 125 nhá. Size 52. Thiệt luôn, con này mang lên. Không phải là nó loe, nó nhỏ, nó ôm rồi. Nó sẽ là to ra, nó vừa vừa. Sung 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 sung. Và le nhẹ thôi, để chị em mình nhìn. Đẹp lắm luôn, màu nâu tay. Cái này em bán tặng luôn cho dễ mà 59k, ai nhanh có size 52 đổ về. Hàng này thường hàng người ta chạy 125.000 và hàng em chạy 89.000. Nha, đi luôn cho dễ mình con này 59k, những cái gì lẻ tẻ lại một cái. Chỉ người, quần nữ mà. Thể thao nữ đùi á. Nhớ không? Bà quần bà mấy cái rồi. Rồi nhá, con này size 52 đổ về. Chị Tuyên Nguyễn ơi, lên thông tin cho em đi. 59 về Tuyên Nguyễn. Lên thông tin cho em, alo. Chị tới đó chưa? Em đang like. 440 à, chị nhìn tay phải Huỳnh Thị Bảo Hòa. Nghe em nói nhanh này, nói nhanh nghe em đang like. Huỳnh Thị Bảo Hòa vô, Huỳnh Thị Bảo Hòa mới vô nhìn tay trái là Trà Na 4. Nhà bên tay trái Trà Na 4 luôn. Tên gì để bên em bỏ đơn ra. Đó, nhìn tay phải Huỳnh Thị Bảo Hòa. Nhìn tay phải là Huỳnh Thị Bảo Hòa. Thì vô Huỳnh Thị Bảo Hòa xong nhìn tay trái là có đường Trà Na 4. Chị đi đi, chị đi là chị biết. Nhìn tay phải là ngay đèn xanh đèn đỏ là tay phải là Huỳnh Thị Bảo Hòa rồi đó chị. Chị sợ trước giùm em đang like. Thấy chưa chị ơi? Dừng đó đi, dừng đó em chị nè. Alo. Ngay đèn xanh đèn đỏ tay phải là Huỳnh Thị Bảo Hòa chứ sao lại không thấy? Đường to. Thì ngay đó là đèn to, đường to nó là đường Huỳnh Thị Bảo Hòa, tay phải của chị. Xong mới vừa xuống nhìn tay trái là Trà Na 4.
Nhìn tay trái là trà na bốt, nhanh giùm em, các em đang like chị ơi. Mà Trăng mà cứ nói khách ghé lái tránh giờ like nghe. Nói rồi. Trăng cứ tránh cái giờ like là qua. Tiện nhưng mà phải ái cho mình chứ còn tiện. Bữa sau không nhận đơn ghé lái buổi trưa luôn. Con này đẹp lắm này, size 60. Con này vải như là hai biên luôn, đẹp lắm luôn á. Tặng nốt con này luôn. 55k ai nhanh tay có. Size 60 nhá, ok chị ơi. Bán tặng con này 55k luôn. Thế. Tính đường. Cái gì? Tính ra. Đơ. Con này đơ. Không đơ chữ nó ghi nó đặt đặt cái 55 chị TT. Em có cắm sạc chưa? Đây nè, đây. Đây nè Như Nhi nè. Mình đang có hai con rồi chị, hai màu đấy. Rồi ok. Cái này em có bốn màu. Mua con này, em nói thật sự luôn ấy. Vô mùa nắng này vừa trẻ mình mặc nhà đi tập, mix với áo thể thao Nguyên cũng có bán. Hoặc là trẻ mình mix sẵn với những con áo ba lỗ, hàng này là hàng hai lớp nha. Size trẻ mình đến 62 vô tư. Từ 40 đến 62 ký trẻ mình có size. Nhà con này là hàng xuất, hàng này là trong các shop là toàn hàng trên 100 nghìn hết một con. Đấy, em đi luôn cho trẻ mình con này có màu tím, màu đỏ đô, màu xanh và màu cam. Kèm luôn dùng cái số ký nha, SMLXL. Em đi luôn trẻ mình con này 49 nghìn. Con này là chuẩn hàng xuất nha trẻ mình ơi. 49 càng con. Đấy, mix và áo thể thao có sẵn cũng được. Mix áo hai dây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, mang nhà, mang đi tập. Nè, trẻ mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. Đấy, lên luôn dùng mã này 49k, tím xanh đủ size DT. Này ghi lại bóc tay, này chị em mình nhìn. Hai lớp hết nha, quần là quần hai lớp. Kèm size luôn dùng nguyên nha, kèm số ký chị em mình không biết mang size gì, kèm số ký luôn dùng nguyên. Và hàng của nó đây này chị em mình. Màu đỏ đô, màu đô này cũng đẹp nè. Rồi màu xanh nè. Màu tím nè, màu cam. 49k con nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Đây chị nào mà to con phát hiện con này. Tím với xanh đủ size. 8 con, 8 con. Tím chị Trang Hồng Đào đẹp lắm, chị Trang Hồng Đào phát luôn mấy con, hai đi tập mua con này. Mình hai mua hàng tập, hàng nếu mà hai mua hàng số là toàn hàng trên trăm không ạ, toàn hàng trên trăm. Và hàng này là em ôm được giá sale, em ôm trọn luôn ấy, em ôm trọn nên là được giá này. Hàng cuối năm á chị em mình, người ta cần tiền nên là sale ôm được giá này. Chị Lương Cửu XL đỏ đây 49 nghìn. Đây em rút hết các màu cho chị em mình xem. Phát mỗi màu một con, em khuyên chị em mình phát mỗi màu một con. Đấy nhá, mấy màu này rất là dễ. Chị em mình mang cái viền của nó màu đen, chị em mình mang cái áo màu đen hai dây là được. Hoặc là một cái áo thể thao màu đen là ok rồi. Này, màu xanh này. Ở trong của nó toàn bộ là phối lót hết, hai lớp hết này. Đấy, 4 tông màu. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 49k kèm màu. Và kèm luôn dùng số ký là ok nhá. Size đến 60-62 chị em mình mang ok. Đây màu đỏ đô. Đây màu đỏ đô. Chị em mình nhìn hàng, chuẩn hàng của nó này. Em còn ít lắm, em còn ít rồi đi, cái này bữa giờ cả sĩ nữa nha. Rồi lên luôn dùng cái này hai lớp ấy chị em mình ơi. Đi chị em mình nhìn ở phần trong mà người ta may như thế này là chị em mình biết nè. Chị em mình nhìn ở phần trong mà người ta may như thế này nha. Con này hàng xuất nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 49k kèm màu và kèm luôn dùng những cái số ký là ok nhá. Nha chị nào mà ấy thì lên nếu cái này hàng chuẩn size đó, cái này hàng chuẩn size luôn đó. Các chị em mình có thể lên hẳn cái size luôn dùng cũng được. Rồi nhá, chị nào lấy cái mã này lên chung mã quần thể thao. Quần thể thao, còn áo thể thao hôm nào sợ em lên sau nhá. Áo thể thao cũng có, để mix với con này cũng có. Rồi nhá, nguyên qua nhá. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên 49k luôn dùng nguyên là ok. Rồi tiếp luôn dùng nguyên, cái này lấy lại hả. Cái này 49k, size 52. Con này chắc đuổi xước dài nhá, quần ống bo. Đuổi xước dài, quần ống bo nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 49.000 con này luôn. Đuổi xước dài quần ống bo. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Quần mặt sướng, cảm ơn chị Phương Ly nhé. Đấy, chị nào mà hai đi tập, hai đi đồ. Mang con đi. Duyên không đi tập, Duyên cũng mang. Duyên phải 3 set, bà mít cho bà 3 set. Quần cho chị Phạm Tân. Tập trên giường. Tập trên giường. Cái này có chừng. Phạm Tân. Nó bị chi đó. Sai chi cho bà Nguyệt làm đi làm shipper được. Ôi, cái màu nhà. Đỏ đô qua kìa. Đỏ đô kìa. Rồi nhá, con này lên luôn dùng nguyên. Dùng con này phải vô kia không thấy không? Nè,
Cô Vương xe 49 nghìn nè. À, của Nguyệt lấy xe mờ kìa. Đâu cho Nguyệt. Không phải, bữa nó ra cái cầu xe mờ rồi đó mà. Theo mà rẻ sản luôn ấy. Mấy bà đi làm đơn với bà tiếc cái hồn mua mà không thấy luôn. Ta muốn là thấy cầu. Con này tặng 49k luôn. Xe S rồi chị em mình ơi. Được đó. Không vừa em lấy luôn. Bảo Nhi lấy cái chi đấy em ơi. Lên độ đang mang rồi chị ơi. Con này đi 49k luôn. Nhưng mà size 48-50 thôi. Con này chắc của nó đủ sức dài. Hàng tàu luôn. 49k luôn nha. Em tập trung đi nhanh luôn chị em. Mình rạc 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 luôn. 49k luôn. Bộ này bộ lanh hãng à. 49 như gì quý chẳng. Cái này là hàng 79k. Size 52. Size 52. Đỏ đô với tím T62 cho Đạo Bảo Nhi chị. Cho Bảo Nhi. Mấy cái sao like rồi. À, cái này thì chưa like này, cái này đồ bán này như còn lẻ tẻ của nó chưa like này. Xe bự không ấy. Xe phải 50kg. Cái này toàn hàng 50kg, hàng hàng bé xe đại không. Quý trọng đúng không? Hàng quận trăng. Không không. À quý trọng đúng rồi. Nhưng mà giờ nó đang còn lẻ tẻ, từ từ để em tìm. Còn hình như cũng 50-60 con, không ít đâu. Con này quần bo hết rồi. Quần bo 49 như còn đâu chị? Đuổi bo 49 đen dài. Cái này đi đưa trẻ mình 79 nghìn. Đó kìa, hai cục kìa. Con này là 79 nghìn nhé, không phải là 49 nghìn. Cái nào mày tàu. Đây. Đây còn đây, em xem nó cho trẻ mình 49 cam. Cam 50kg. Từ từ chưa? Từ 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 từ. Từ từ con đó từ từ tính sau. Từ từ đã. Em. Từ từ. Trang à, Minh Trang Lữ Thị ơi, lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên hai cái quần đùi cam với tím tay lờ. Minh Trang Lữ Thị ơi, lên cả địa chỉ trên live luôn nhiều nguyên nhé. Con này chắc của nó là đuổi xước cái chị em mà nói. Nè, 49k gọn luôn. Hàng này hàng em đi 55k đó chị em mà, lãi được mấy nghìn đó. Xong tưởng là hết rồi. Đi chị em mình luôn, con này 52 đổ về nhá. 49k chị em mình nhìn cái lưng của. Size L đó. Size L, lên cả địa chỉ trên live nhé. Con này nguyên đi luôn cho chị em mình. Em ơi cái đĩa đó đi, cái chi ngồi đó cho cái máy đó. Không được luôn à. Em lên máy em cắm sạc vô đi. Còn máy đơn nó đi đẩy đi sao? Chứ ngồi đó em chờ em ngồi đi cho máy khi nào máy tại. Do em bấm cái gì ấy? Con này em đi chị em 49.000 xanh này. Chứ mà 49.000 xanh, 49.000 gạch, 49.000 đen, 49.000 trắng. Con này toàn là đuổi sức dài hàng xịn với vậy mình hết nha. Nhận hàng thử con này. Nhưng mà còn mỗi size nhỏ, size 50-52 thôi. Kinh luôn cái máy vô đi, cái bàn vô đi em. Xe 50-52 đổ về thôi. Xeo gọn trẻ mình 49 nghìn. Đây trẻ mình nhìn hàng luôn dùng em. Nhận hàng con này về 49 nghìn trẻ mình giật mình luôn ấy. Hàng ít nhất người ta bán trẻ mình rẻ ra cũng là 79 nghìn. Tương tác lên xíu trẻ mình ơi. Rẻ ra cũng là 79 nghìn. Không có giá này được. Cắn sạc thôi nhá, để hết pin đi. Nha, lên màu nu luôn dùng 49k trẻ mình nhìn cái phần lưng quần. 52 chị nào gọn lên 55, nguyên còn màu đen. Màu đen thì quý trọng, màu đen quý trọng. Đen nu. Đen nu nhá, màu gạch nhá. Đen nu cho chị Phương Thảo Nguyễn. Đen với nu cho Phương Thảo Nguyễn. Đen với nu nè, 49k nó nha chị em, Phương Thảo Nguyễn nè. Rồi ok nhá. Còn màu trắng, màu hồng, màu cam đắp, màu gạch. Đấy, 49.000 hết, chị nào lấy phát lên luôn dùng nguyên nhá. 49k một em thôi. À chưa có, tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Đây là những cái bộ hàng hãng này. Bộ hãng này. Em đi vô Dương hồi đó chị vô thị trường của quần này luôn. Em ghi giá nhá. Nhớ ghi giá nha. Hồi sale rồi không nhớ cái giá được. Đen thôi chị Bùi Khuyến ơi, hết nu rồi. Đen với chị Bùi Khuyến nè. Đen Bùi Khuyến nè bác. Đen Bùi Khuyến nè. Em còn màu cam đắt nè. Màu cam đắt nè, màu gạch nè.
nha, chọn màu lại giùm em nhé, màu màu hồng nè. Đấy, có màu xanh hạ xuống rồi, xanh có người chốt chưa? Xanh chưa? Xanh cho chị Lê Thùy. Xanh Lê Thùy 49k luôn kìa, mà nơi rẻ nhất người ta có chạy vậy mà là 79.000, không bao giờ có giá hàng 4 hàng 5 này. Tự tin luôn đó, chị nào lấy cái này lên nhé. Được chưa? Còn màu trắng, màu hồng, màu gạch cho chị Phạm Tăng. Gạch cho Phạm Tăng. Rồi ok nhé. Em qua nhé chị em. Qua. Rồi lên cho em đen với gạch, đen hết rồi. Gạch gạch cho chị Bùi Khuyến. Từ từ. Bùi Khuyến màu gạch này. Phạm Tăng là màu gạch hay gì? Đây đây màu gạch. Màu gạch. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này em còn mấy bộ thôi. Size 52. Hàng này chị em còn đâu? Hàng này. Hàng 200 vậy, hàng 199.000. 199.000. 49.000, 49.000. Đi đây đi rồi. Thế? Cái này để ghi cái bảng giá chị đọc. Chị đang đi mua rồi. Bảng giá răng. 49.000 chứ bảng giá chi nữa. À chị cũng ghi giữa bảng hết. Bộ này bộ lanh nhung nhá, không phải lụa hàng nhá. Lên luôn trẻ mình 79.000. Lên mã nhí hồng, à quên là hoa hồng. 79.000 nhá, tin nổi không chị em mình ơi, nhận hàng những con này gì chị em mình giật mình luôn ấy. Em nói thật sự luôn, rẻ hơn chị em mình cho chị Phương Thảo Nguyễn. Rẻ hơn là nguyên đi nhập vô cái này giờ là đầu trăm rồi. Còn hàng xưởng thì nó rẻ rồi, còn hàng này là hàng công ty nhá. Hồng Phương Thảo Nguyễn vàng. Có được có từng này bộ nó thôi. Cái này lên mã 2X size 60. 2X size 60, 79.000 gọn kho luôn nha chị em mình ơi. Nha, lên mã 2X size 60. Này. Hàng này toàn bộ là hàng lanh đã qua xử lý hết rồi. Vàng, vàng cho chị Hồng Phụng. Vàng cho Hồng Phụng. Vàng hết nhé. Đủ màu cho TT, hết rồi chị ơi. Đây đủ màu hết rồi đấy. Hết cái lanh này luôn rồi. Hết lanh này luôn rồi phải không chị? Chị Duyên ơi, bỏ cái bao này cho chị TT vô cho điện tục ra đấy, hết rồi. Không có màu đỏ, màu hồng thôi chị ơi. Chị Duyên ơi, chị Duyên ơi. Chị Duyên ơi. Không có, đây 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 đây. Em sale 79k là sale cái áo này thôi, có về sau không có giá này đâu chị ơi. Em nói thật, có về sau không có cái giá này đâu. Chị Duyên ơi, từ từ đã soạn hàng sao chị Duyên ơi. Soạn hàng em like tiếp cái đã. Hàng nó soạn sao? Lanh hết rồi. Cái này em còn sale mờ. Size 57, mã 39, mã này 39k. Một con size 70 này. Màu xám này. Hai con size 57 nữa là hết. 39.000 con này cháy hàng bữa giờ luôn rồi nè. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên mã này. Huyền Bất luôn dùng nguyên cái chip nó là tách hai ra. Bán tặng 55.000. Chip kìa, đó. Còn á, còn mà Nam cho TT. Nam TT. Nam ba con TT, lấy bao cam khác đi. Bộ xám hết rồi, hết hết bộ rồi chị ơi. Lấy mã này 50 á. Nè TT đây nữa nè, bỏ cái mi vô trong cái đơn mi chống chậu nè. Người ta lấy hết rồi chị ơi. Em hết quần đó luôn rồi. Đây này bỏ vô xuống chậu. Hết sạch quần đó luôn rồi. Cái này lên mã này là mã chip. Chốt mã chip 55k luôn dùng nguyên. Nha. Chip 55 được 2 set. Bỏ vô ấy đi. Chip 55 được 2 set. Đây 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 con sơ mi này đẹp. Đây hạng nguyên có con này. Không nhớ, chip cho chị Phương hả? Cái chân váy đẹp nhiều quá. Đẹp. Con này là hàng 63.000. Đây luôn chị em mình, con này 55.000 hàng hàng trong cái đợt hàng chị em mình mua hàng MV ấy. Thấy chị rồi chị ơi, con này xinh lắm luôn. Có cổ em hết rồi. Con này hồi nãy mới nói xong bao nhiêu tiền? Sale 55.000 đi, sale 55.000. Sale 55.000. Quần này tặng 20k đó, tặng 20k. Tặng 20k nhé. Nhưng mà có bộ nó lên mã này là mã sinh nhiệt nhá. 20k. Size 60, con này size 60 nhá, lên mã sinh nhiệt luôn dùng nguyên. 20k và size 60. Còn bộ nam còn.
Quần cho chị Phạm Tăng. Phạm Tăng. Cái này em bỏ vô ti ti rồi mà. Chắc lên cho ấy đi, chắc lên dọn lên cho nó nhiệt này cho chị Phạm Tăng rồi. Bộ này em đi chị em 69.000. Bộ này rẻ chị em mình ạ. Size 48 50 đổ về. 69.000 nha chị em mình ạ. Bộ này về cực kỳ nhiều. Cái này giờ người ta xỉ cũng rất là cao rồi. Đem con này 69.000. Size S nhá, size S. Con này tặng 35.000 luôn. Hết rồi chị ơi. 35.000 nhá, lên mã nách luôn dùng nguyên. 35.000 dùng nguyên nhá. Nách size 60. S quần ren kìa. Nách size 60 35.000. Nên này khách hỏi quần ren quá trời kìa, bỏ đại lên cho em coi sao gì bác sẽ đắt. Rồi nhá, cho nó nhanh, đi cho nó nhanh. Cho đi cho được sale cho nó gọn hơn. Rồi nhá. Nách cái gì Phương Thảo Nguyễn. Con này em đi cho em 4 ô size to nè, size 60. Size 60 nhá, 49.000, 45.000 luôn đi. Lên mã ren. Sa 2X size 60. Quần ren bụng nhá. Cháu hình đào đi mấy con bán này. Mà em chơi có 10 nghìn em tính hết rồi. Có bộ 69 nè. Bộ 69 đây nè. Em tính hết rồi, em đi có 10 nghìn. Ghen cho TT nè. Hãy thấy đó, ghen cho chị Nguyễn Hường nè. Ghen cho chị Lương Cửu nè. Lương Cửu nè. Phương Thảo Nguyễn là hết nè. Hết nè. Trời ơi, chị ha, lỡ rồi. Lỡ rồi. Nhưng mà chị nào đang có đơn chốt nhá. Trời bán gì. Hết rồi, hết ghen nè, 10k nè. Để cho hồng đào 2 cái nè. Đấy, đâu có nhớ hàng, còn hàng gì đâu. Nhiều quá. Phương Thảo Nguyễn. Hết nha. Size này chị em mình tầm 52 đổ về, 52-55. Vừa không, chị Lương Cửu vừa không. Lỡ rồi. Vừa không, vừa không. Cho chị Nguyễn Hường đi. Vừa không đã chị Lương Nguyễn Hường này. Ghi cái tên thôi bỏ về sau nè. Ghi đi em, Nguyễn Hường này. Phạm Tăng đi, Phạm Tăng. Dùng bao, dùng bao. Phạm Tăng. Nguyệt Trần. Anh Trần. Anh Trần 2 này. Anh Trần Nhân 2 này. Thanh Duyên Trương 2 này. Lương Cửu này nè. Hết nhá. Lương Cửu này là hết này. Ok, hết dai nhá. Em tưởng là hết rồi đó. Tưởng là hết tự nhiên đi. Đi Thanh Duyên Trương 2 này nè. Em Lương Cửu đây. Em cũng đi đâu chứ đâu. Trời ơi Lương Cửu đi. Rồi cái này mình nói là hết 10 10 ca. Tặng cho nó gọn. Hết chai nhé. Hết chai rồi đó. À, nãy giờ em đọc. Con này tặng không đồng luôn. Phạm Tăng nè. Cái này nè. Em ghi xong em cài nút ân cài ấy rồi chứ không không không. Quên, cái cài nút. Cài nắp lại. Hết chai nhé. Cái này đây mã không đồng TM. Cho chị Nghĩa Đòn. Nghĩa Đòn. Nghĩa Đòn. Lên mã ôm con này bán chặn luôn chị em mình 49.000 luôn. Cái gì mà một lố quần chị? Quần nam phải không? Đó, tìm miết không ra luôn. XL. Ủa? Không đồng. Bán mỗi người cạp đi. XL. 49.000 size S. Ôm cho TT. Size này 65 vô tư luôn nè. Con này là hàng xúc nha chị em mình ơi. Con này chắc bao sướng luôn. Quần nam. Toàn bộ size 62, 65 đổ về thôi. 65 đổ về. Con này phun bự lắm. XL không à. Cái này lên luôn dùng 25k một con. Đi từ 2 con thôi. Lên mã 50k đi. Chốt mã này mã 50k nhé. 2 con. Hàng này là hàng nếu nhưng mà chị em mình mua lại sẽ là rơi vào 65.000. 4 chiếc cho chị Trao Hồng Đào. Trao Hồng Đào 4. Toàn bộ con size L. Đi Trao Hồng Đào 4 đây nè. Mình bỏ hàng xuống đây. 1, 2 nè. 3 nè. 4 con nè. Nhà size 6, 265 kg. Là chốt ok luôn dù Nguyên. Nguyên đi luôn cho chị em mình là 25.000 một con. Ok nè. Trao Hồng Đào 4 nè. 4 con nè. Cho chị TT 8 con nè. 1, 2 nè. 3, 4, 5 từ từ. Cùng size phải không? 5, 6 nè. 78 này. Ok này, TT 2 à, 8 con này bé. TT 8 con. Nhi Bùi 2 con. Nhi Bùi 2 con.
chia 12 giùm em chị. Chị tay em không cần ấy đâu, cứ bỏ đâu đó thì tính xong. Chia 12. Chị thanh viên chương 8 này không sai đúng không? Thanh viên chương 8 này 2 này, 3 này. Đúng. Có 5 con, 6 con. 6 con. Có 6 con. 7 8 con rồi ok. Nha. Nguyên nói con này là mua lẻ là hàng 65 á chứ không phải là hàng rẻ đâu chị em mình ơi. Hàng này là hàng 65 đó. Cái này chị ai ba con chị? Hai con thôi. Nhi Bùi. Ti ti em bỏ vô bơ vô vầy chứ. Nhi Bùi chưa? Cái này cho em giùm em chị. Thanh Viên Trương giùm em chị. Chị Thanh Viên Trương. Thanh Viên Trương này. Mấy con đi. 8 con. Hoàng Kiều Nga đây còn 3 con thôi đúng không? Ok, Hoàng Kiều Nga 4 con. Đi đi bác, đi Hoàng Kiều Nga đi. 25.000 con. Rồi ok em qua nhé. Cái gì em còn là em còn đây nè, em kêu 8. Mấy con chị Nhiên An ơi. Kêu Nhiên An 4 đi. Bóc xe XL nhé. Nhiên An 4. Hoàng Kiều Nga 4. Không 2X thôi. Hết xe to. Hết xe nhỏ à? Có 3 má. 3 thôi à? Thế ghi 3 đi ạ. Ghi 3 đã. Con này là size 68 này, được 5 con. Size 68 70 luôn. Được 5 con size 2 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Thế. 3XL nè. 2XL ai đã nè. Lên mã 2X. Chị nào nãy hỏi size to lên size to luôn dùng đi. 25k một con luôn. Cái này em bóc luôn trên live vì không có nhiều. Nên là chốt hẳn luôn trên live luôn cho chị Tâm Nguyễn 3 con. Tâm Nguyễn 3 con. Ghi Tâm Nguyễn đi. Tâm Nguyễn 3 này. 3 con này. Phương Thảo Nguyễn 2 con. Phương Thảo Nguyễn 2 con. Ok em lấy xây nhỏ rồi chị ơi, xây 1X là xây nhỏ nhất, xây L không có. Này Phương Thảo Nguyễn, TT 6 con xây 2 này chị, đủ không? Có 5 con còn xây 2 chị. Đây nè, ngay tay chị xây 2 đó. Xây L không có nha chị ơi. Cái này 1X mua con này về cho nó sướng. 2 9 con 1X 4 này, bỏ vô 5 Hoàng Kiều Nga. 6 Kiều Nga bỏ vô cho Hoàng Kiều Nga. 6 con cho TT rồi ok. Rồi nhá, chị nào chưa có nữa lên, CL không có đâu chị ơi. Còn mấy con nữa là hết rồi đấy. Chị nào chưa có lên nhá. Đấy, bao nhiêu khách hỏi là đâu có tìm ra đâu. Anh nhắc đâu. C3 à? C3 có 2 con à? 3 con. C3 có 3 con này. 25k một con chị em còn ơi. Mấy con quần đó, mã này 25k nó bán tặng. 3 con này size thậm chí 75kg vẫn mang ok, có 3 con thôi. Nó 1X. 1X cho, thôi bỏ cho tiền đi. Size 3 này cho chị Lương Cửu có 3 con thôi. To lắm luôn ý. Lương Cửu hết rồi đúng không chị? Size 3, các bạn đặt size 3 này. Size 2 rồi. Còn size 2 thôi. Còn size 2 hết size 3 rồi, cho em mấy cái quần su nó chứ, quần hay da sọt nó chứ kìa. Quần sọt hay da nó chứ. Có một cái C3 à? Một cái C3 bỏ chị TT đi nè. Rồi còn C2 thôi. Đây chị bỏ TT. Bỏ TT. Răng đó bé. Size 57, size 3 hết rồi chị ơi. Size 57 đổ về nè, quần hai da cái này em đi trẻ mình. Quần hai da của nam con này hàng xuất size 57 nhá. Size 57 đến 60. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. 55kg không? 59k quần hai da của nam. Cái này dòng lại chị còn được mấy con size nhỏ nhỏ nữa. Quần da nó size gì? Rồi nhá, lên mã quần hai da. Cái này 58. Hai con 2X cho chị Diệp Chi. Diệp Chi 2 con rồi đó. Diệp Chi 2 con nhân 25. Hai con 25. Ê, cái này hôm bữa ai hỏi ạ? 38, 38. 38 thì không vừa rồi. Bà không. Nhỏ em bà cũng gì? Cái dao nó nhỏ nè, bình cái kia chị mặc 38 cho màu vàng á. Nhưng không bỏ không lắm. Đi màu vàng nó nhỏ hơn. Quần 59 cho Hồ Tiên. Quần 59 cho Hồ Tiên. 49.000 quần ghê. Đây, quần dây. Màu đen hồi nãy cho chị TT đi kìa, hồi nãy chị TT dặn mấy 4 con mà được mới con kìa. Quần ghê này khách nhà Nguyên chốt đơn ai cũng hỏi là còn quần ghê không, tìm đâu ra. Nu cho Phương Thảo Nguyễn. Trời ơi. Là thay chị 49k. Thay chị đó, 36 vậy. Nhỏ 36. Màu đen hay màu đen? Màu đen đi, chỉ có cái màu đen. Màu đen 38 đến 34.
Thế để cho chị cái màu nữa đi, mang ở trong. Nhỏ ha. Cái gì chị nhỏ, bỏ chỗ gì cái gì. Bà hỏi mang rồi sướng hay bà hỏi hai cái này mang sướng mà. Bỏ quần ghen cho Titi. Đây còn mấy cái quần ghen này chị Titi lấy luôn nè. Size 58. 4 cái quần ghen size 58. Em đi luôn trẻ mình 49k. Nha chị nào lấy cái này, cái này phải có thời gian soạn ra chứ còn nhiều 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 rất là nhiều. Size gì đó, size gì, size gì đó. Đưa đây, đưa đây. Cái đường thì đưa đây. Thôi chị lên số lượng đi. Còn còn. Cái này cũng dễ bị chữ lắm cho bốn con. Cái nắp bút lại vô. Cái gì ti ti. Còn XL thôi. XL có mềm á. Còn XL thôi, cộng XL thôi nè. Một con tay mềm. Số 5 cái con vừa. Trời ơi, lúc mà chốt đơn là bao nhiêu khách hỏi? Nát kìa. Em ghi đó được 5 phút lẫn hết luôn rồi. Không có mà ghi đâu. Rồi nhá, còn size XL thôi. Size 57, 58 đổ về ấy. Có một con size M và toàn bộ XL bỏ riêng ra, khách hỏi cái này quá chừng luôn ấy. Một con size M. Còn toàn bộ là size XL. XL chị Phương Nguyễn. Hai con size M. Hai con size M lên mã quần ren luôn dùng nguyên. 49k một con nghe chị em mà nó ôi rẻ quá thể luôn. Nha, chị nào lấy quần ren lên quần ren luôn dùng nguyên. 49k nha. Bỏ riêng cọc ra một cọc, bỏ riêng này khách hỏi. Đây 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 đây. Chút đơn khách hỏi thì bỏ vô. Size M cho bé heo. Cái một cái ghi chữ á. Từ 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 M nãy rồi M cho bé XL cho chị Nguyễn Tâm đi. XL Nguyễn Tâm nè. XL Nguyễn Tâm. Có hai con Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm size M đây nè. M bé heo nè. XL Nguyễn Tâm. Không có hai X đâu chị ơi. M cho Phạm Tăng. Rồi còn XL thì không có hai X đâu chị em ơi. Còn XL thôi. Ok. Bộ nam đâu có chọn màu đâu chị Hồ Tiên ơi. Bộ nam bữa giờ không có hai ít đâu chị Nguyễn Tiết ơi. Đang bỏ chung vô nó rồi ít bữa đi tìm. Đây 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 đây, đây cắt. Nhớ nghe ai hỏi để đây nha. Lấy cái kiện đi ha. Rồi nha. Cái này có hai. Ít lời chị Thái Hoa luôn. Ít lời cho Thái Hoa luôn. Thái Hoa luôn. Thái Hoa. Size 18 được hai con. Cái này một cặp đi. Em bán cặp luôn. Bà ra kìa. Cái này bán cặp luôn. Một cái có lông, một cái lót lông như thế này nè, một cái trơn nhé. 50k hai con luôn. Size 18. 50k và hai con quần. Quần đó là 2x mà. Quần đó là con này không trẻ mình mua 79k con nè. Người ta bán rẻ là 79k, quần bán trẻ mình 50.000 hai con. 50.000 hai con là trả 25.000 một con. Nha, size 18. Lên mã quần bé. Quần tập à, quần tập có một con đi, trẻ mình 29.000 luôn. Quần tập nhé. Quần tập em có 1 con sót lại. Hàng này em sale 49 hay 59 gì đấy. 29k quần tập luôn, có 6 lượng con. Đây mã quần tập. Tây mờ từ từ cho em. Đây mã quần tập 29. Giờ rút luôn cho em cái bộ. Rút cho em luôn cái bộ nam có cổ luôn. Quần tập cho Ti Ti. Quần tập cho Ti Ti. Quần gen XL cho chị Nguyễn Tích. Ti Ti cho em 29 gì. XL chị Nguyễn Tiết. Nguyễn Tiết 52 con hồi nãy cho Phạm Tăng. Tiếp. 49 chứ bác. Quần gen răng mình muốn bán 25. Chà. Hai con này cho chị Phạm Tăng. Đó. 1 2 3. 4 con mà ra lên mã này là mã tặng 30k luôn. 49k hàng 49k này dễ mình không bao giờ nói điêu đâu. Có 4 con bra nhá. Tặng gọn luôn. Những cái mã này là em qua mã rồi còn rớt rớt lại chứ không phải là hàng hàng trẻ mình thấy rẻ quá tưởng hàng gì ấy. Nha, những cái này là em toàn em đi 49 hay 59 gì đây nè. Đây còn rớt mẫu lại mấy cái, bà ra cho anh Lai Lương nè. 30k luôn. Ti Ti hai con, chị nào đang có đơn đợi chút. Anh Lai Lương. Cho Ti Ti 2 và bé heo con. Bé heo thôi, ghi bé heo Ti Ti bỏ qua nè. Ghi gì Ti Ti, bỏ bề ghi Ti Ti ghi xe 30 đi chứ không là hồi không nhớ giá. Hồi không nhớ giá. Hết bờ ra nha chị ơi. Rồi còn mấy bộ bé.
Cái này bán tặng, bà bán tặng luôn, chạy mình 25 nghìn. Rẻ. Con này rẻ quá, thẻ size 90, size 10 nè. Size 10kg nhá, 50k 2 bộ. Bán cặp luôn, 50k 2 bộ. Rẻ quá thẻ luôn. Size 10kg. Hàng này hàng thông hơi, không phải hàng khô, hàng cứng đâu chị em mình ơi. Nha, lên mã 50, cái này đi 50 giùm chị nè. 50 nghìn 2 bộ nè. Size 10, cho chị Nguyễn Hường. Cho chị Nguyễn Hường. Nguyễn Hường. Đây cũng 2 bộ luôn nè. Size 10, size 11 là chút đẹp đó chị em mình ơi. Cho chị Thảo Lê nè. Thảo Lê nè. Thảo Lê. Ơ chị Đại Duyên ơi, còn bộ nè. Duyên trắng Duyên. Còn bộ 50.000 hai bộ đó. Thảo Lê. Thảo Lê. Rồi còn một bộ này tặng 25 luôn. Size 90. Còn bó hết một luôn. Nhưng mà hồi nãy em chưa lưu được. Lưu em lưu rồi. Em lưu rồi. Rấu rồi, hỏi qua cái rấu. Cuối tay rồi mà rấu thì chắc nó đau. Không đau. Không, cuối lần hai đó lại bị nhanh. Cuối lần ít người hơn. Cuối lần là lại lầm nữa. Đau hồi mốt không ra nhanh. Còn mấy cái này em đánh luôn cho xong đi đó. Hay cho cái gì ta. Ta không được, em hồi nãy em đánh vô cái chi á. Thì nó đứng luôn rồi. Cách chưa là nó đứng rồi. Lúc chưa tạo nó mà đứng đâu mà không, em có bấm vô cái gì rồi chứ không bình thường ít khi mua em bấm lên tạo cầu chứ có làm gì tạo cầu như ổn gì nè không em bấm tạo em bấm đi rồi em bấm vô cái này cái bấm nó ra cái gì đó có để ngắn giọng bị lỗi cha từ từ chọn chứ anh ơi máy nó bị lỗi mất kia không. Quần lên đẹp cho hồi em bớt cái thời chín rồi. Quần này nè, cái thời chín rồi nữa mày. Mà em mua miếng cái mệt đó anh. Bớt đó, đó, cổ đó, này bà mới nữa rồi. Trừ máy nó đứng rồi không đẩy, để ra xíu lại có được thì em thử tay quá vậy. Anh nha, xíu em thử tay quá thì máy đang đứng rồi. Rồi ok. Lên mã này là mã ngực luôn, dùng nguyên cái nặng máy cá thôi bán tặng luôn nhé. Hết rồi chị Tâm ơi. Đây bộ đó không hết rồi. Ui cái này ai nhận hàng rồi. Sao gì đây. Sao 34 à. Sao 34, sao 38. Sao 34 còn còn. Cái này nguyên cặp ấy. Không có. Cái này nguyên một cặp, một cái quần chip và một cái áo ngực nguyên, nó là nhận hàng con này về. Thờ chắc nó đã lắm luôn. Chúng ta có dây không ngàn, có cái ăn thiếu dây ngàn. Được, đủ cặp. Càng chị Tắm Biển mang nhà sướng lắm luôn ấy. Đã lắm luôn ấy. Thiệt luôn. Bốn bộ. Càng chị Biển mà màu á. Cái này em đi chị em 45 nghìn luôn. Đó, con thích là đặt màu vàng. Thích size 34 nha chị em mình ơi, 45 nghìn mà một cặp nha. Cái này chị em mình mang bao sướng luôn, nhận hàng về không sướng quay đầu luôn. Đã lắm luôn, nhà nguyên ai cũng. Nè size 38 nữa nè. 36 không có rồi, 38 chị ơi. 38 với 34. Chị đặt hơi chặt, mặc 38 là hơi chặt xíu. Đấy. 38 được gì cho Hồng Đào mua thử thì cho Hồng Đào ơi. Nhưng mà mua thử về mà có thích cũng hết rồi đó. Sót lại thôi nè. Hai cái 34. Cho chị Trang Nghiêm cái đi. Còn một cái 34 nữa nè. Còn một cặp 34 nữa nè. Và 38 lấy màu chi đi người ơi. Màu gì cũng được, phát đại đi. Phát hai màu hai cái. Hai màu hai cái luôn ấy. Nha, lấy cho chị đi. 38. Về mang sướng hết. 34 cho chị Hà Nguyên nè. Hết rồi nè, hết 34. 34 cho Hà Nguyên nè, lấy vàng cho chị đi. 34 cho chị Hà Nguyên, em. Đây nè. Chị bớt xuống là 38 hết mà. 34 ừ. Hà Nguyên. 34 hết rồi còn 38 thôi, cho chị cho Hồng Đào thêm màu vàng nữa đi. Cho
còn một cái 38. Nhận hàng về không đẹp, không cần mua hàng nữa, Nguyên mang rồi sướng. Cho hồng đào là 3 cái đó. 2 cái thôi, một đen một vàng thôi em. Cho hồng đào cái đây là cái tên nó tên cũ mà. Tên nó là tên khác mà, hồi nãy đầu tiên là Trang Nghi. Rồi. Rồi nhá, rồi lên luôn dùng con này luôn. Tặng nó con này luôn, bạn còn một con 38 thôi. Còn một con 38 thôi nhá. Này. Này hai con. Một một đùi. Đùi này tặng cho em 29.000 luôn. Cho vậy mà 52 nhá. Không cái nó còn trong nó không còn chạy hàng. Còn mẫu thì đừng sale chết luôn. Rớt họ mẫu thứ cái cá lại thôi. 29.000 chấm bi nhá. Bây cho TT. Con này đi 35.000 luôn. Size 52, quần này quần lỡ, 35k size 52. Quần lỡ nhá, lỡ bi. Con áo nam này hàng công ty nè. Caro TT. Size 55 đổ về. Con này em biết còn ở đâu, em mới lai đâu bao nhiêu tiền, à bao nhiêu cá đâu. Không biết ở đâu, phương trời mô. Size L rồi. Alo. Size 57 đổ về, con này em đi cho em 49.000 lỡ lòi ra cho thôi. 49.000 con áo nam. Em bỏ vào bì em ghi trước cái giá 49k áo nam nhé. Chị nào lấy áo nam 49 chút lên luôn dùm em. Tặng bé con này là hàng em đi 65.000. Xong còn mấy cái em đi chị em 49.000. Đây mã nhiệt bé nhé. Áo nam hồi nãy chị bỏ xuống là 49. Nhưng mà chưa chốt nha. Con này tặng bé 19k. Size 15kg. Quần 29 hết rồi. Lên mã tặng mẹ con này sale mấy ta? Con này sale mấy chị ạ? 45.000 đấy. Nè. Nha, lên mã này là mã tặng mẹ luôn dùng Nguyên nhé. Trong tuổi á 39k luôn. 39k nhá, chị nào lấy cái này. Áo nam chị Phạm Tăng. Áo nam chị Phạm Tăng. Mẹ chị Ti Ti hồi nãy mới vừa nói xong mấy chị. Mẹ chị Ti Ti này. 45. Con này em đi chị em mình à, 49k, size 55. Những cái con áo nam này đẹp lắm này, nhưng mà cuối cùng là còn size nhỏ này là nguyên sale. Sale mà sale lỗ hết trơn. Tặng mẹ hết nhá. Con này vải đẹp lắm, chứ không phải hàng xổm đâu, nhưng mà còn size nhỏ, chị nào mà có con trai lớn ấy, phát nhá, chị nào lấy cái này lên luôn vừa Nguyên. 49k. Đấy, cái gì Phạm Tăng ok. Ui con này không. Hàng này hàng sale 79k. Con này sale 79k mùa nào chị em mình mắm được hết. Hàng này chính xác hàng 125. Hàng 125.000. Con này sale chị em mình 49k nốt luôn. Ô lộn 79.000. Size 60. Lên mã khoác gió 79.000 size 60. Con này sao nó cứ vòng tới vòng lui ta. Nó xả ra vòng tới vòng lui. 15k luôn. Xe 60. Lên mã giữ nhiệt 15k xe 60. Lên mã thun thái 49k. Những con này thực sự là thun thái không còn là giá mà sale luôn. 49k nhé. Lên mã thái đen xe 57. Thái đen xe 57. Lên mã bi theo này xe 52. Tặng 29k luôn. Bi theo tặng 29k luôn. Cóc gió chị Nhi Bùi 79. Nhi Bùi 79. Bộ kìa chị. Ui bộ hàng hãng 79 này. Thái với bi thì tê tê. Bỏ vô bì thì tê tê gì luôn. Tê tê thái hết. Bộ hãng 95k. Size 52. Hãng caro này hết sạch xanh xanh. Hãng caro này sạch xanh xanh luôn. Nè chắc đã lắm. Cái này là lụa Hàng Châu. Size 52 nhá. Lên mã hãng 95. Hãng 95. Hãng 95 và size này là size 52 đổ về. Ok. 52 đổ về là chú ok. Có gió 60 hoa ở lẻ hàng đi còn này. Thì cứ bỏ vô trong hàng lẻ là cuối cùng là ra hàng lẻ hết. 95k hàng hãng nhá. Lai chung với hàng hàng lẻ cái này không phải hãng. Đây tiếp tục. Hai, ba, bốn. Lên mã 10k được 4 con. Chị nào đang có đơn đã chốt, cái chị nào không có đơn đừng chốt những con này dùng đi. Nha, bỏ cái bộ hàng hãng qua chung bên kia đi chị. Em xếp gọn lại bỏ qua bên kia hàng hãng dùm chị. Hàng hãng
hãng bỏ chung. Hay dai chị cho hồng đào hồi nãy có rồi. Có rồi. Cho hồng đào bỏ rồi. Trang nghiêm 2. Trang nghiêm 2. Phạm Tăng 2. Hết. Phạm Tăng hết. Chị cho hồng đào hồi nãy em bỏ cho chị rồi. Rồi lên luôn dùng con này tưới hộp size 52. Tưới hộp này size 52 nhé. Cái này em đi chị em 49.000 đủ xước. Túi hộp nhá, hãng gì Lệ Xuân Trần. Cái bộ hãng hồi nãy đó. Lệ Xuân Trần. Lệ Xuân Trần. 95.000. Túi 49 cho chị Phạm Tăng. Phạm Tăng. Cái bộ này rắn ta. Hề. Không phải quay hai lần rồi đấy. Rồi size 52 đổ về màu lại đẹp. Lụa siêu nhẹ. Bộ này em đi chị em mình mà. Cái này sale mấy tiền chị? 65 mà, 68 thôi. 7 mấy nghìn. 79 nghìn. Nhớ đây. 65 nghìn luôn. Nha bộ này bộ lụa hàng cân lắm luôn, 65k nót luôn. Chị nào lấy cái này lên mã bộ lụa hàng 65. Lụa hàng 65. Còn cái gì em sale nót cái này. Sale nót cái này. Lên mã sung. Quần ngố, quần ngố, bộ TT 65. Đi 65 đi giá luôn vô dùm chị đi. 49k ngố. Bộ 65 hết rồi. 49k ngố. Ngố sung size 55 đổ về. Đuổi xước cái gì em mà nói 49 kia giá 49 các bạn. 49k. Cái này xem mấy rồi. Giá đem hết rồi. Ngố cho Nhi Bùi. Cái này theo S à? Hai con size S size 52 đổ về, hàng này hàng 125. Không, con nó của em là size S. Con size S. Con X đen X mét là hai con nhé, hàng này hàng 125 của nhà Nguyên này. Lên mã tay bồng, cái này em sale chị em mình nó luôn 59 nghìn. Hết rồi, cái này là sót lại thôi. Con này cuối cùng lại tải ra là xả lỗ hết trơn. Nha, một màu đen. Hàng chất của nó là chất Boris dài. Một đen, một hồng. Hồng cho TT 59 nghìn luôn. Rồi còn đen. Đen nhé, còn đen thì Phạm Tăng chọn màu. Còn cái này size 57. Hồng size. Hồng size S này cho ai? Đen luôn cho TT. Có hồng size S. Đen TT này, còn hồng size S, chị em mình không? Còn hồng size S. Cái chị Phạm Tăng 59k này đấy. Còn cái đen size L size 57. Còn đen size L size 57, cái nó bỏ đi. Đen cho TT. Đen cho TT luôn. Hết rồi nhá. Con này sao ta? Hết luôn rồi chị ơi. Thế nó là em bán tặng luôn. Cái này tặng 20 luôn. Xe 55. Kèm giá nha chị em ơi. Kèm giá thôi dù Nguyên. Kèm giá nha chị em mình. Kèm giá vô. Tại vì là đọc cái giá lung ta lung tinh luôn rồi đâu ấy. Ưa cái giá nào tặng giá đó. 20k luôn. Nghĩa đỏ. Ui. Xịn sò con này lắm chị em mình. Chị em mình nhìn cái dây này. Chị em mình nhìn cái dây rút nè. 20. Size gì đây? Size 60. Chút 58 đi cho nó thông thả. Chút 58 đi cho nó thông thả. Con này em đi chị em mình 79 nghìn luôn. Nhà hàng này hàng xịn, hàng Quảng Châu này. Size 58. Size 58 nhá. Chút lên luôn dùng nguyên cho chị em mình nói. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này. Size 58 em đi luôn cho chị em mình, giá con này là 79 nghìn, xịn sò lắm luôn nha. Quần xịn size 58, chị nào lấy quần xịn cho chị TT con. Hai con lấy được, hai con được, hai con nhé. 79k nhé, cái giá 79k còn được một con. Lên mã quần xịn 79, làm cái con quần nó đã lắm gì em ơi. Nè còn nót một con, ai lấy cái này lên. Quần ngố này size gì đây, hồi nãy em bán tặng là 49 nghìn. Con nó size gì chị? Size S luôn. Hai con size S size dưới 50. Hai con bỏ về TT luôn, nót luôn hai con. S với M, 50 với 52. Đôi trẻ mình con này 49k. Hồi nãy bỏ về TT chưa? Hai con luôn nè. Hai con gì vậy? Hai con 79k. Ok.
Lên mã này là mã 49k luôn dùng đi. Ad cho chị Phạm Tăng. Ad Phạm Tăng. Ad Phạm Tăng. Phạm Tăng. Rồi. Mời cho chị Tuyên Nguyễn. Mời Tuyên Nguyễn. Tuyên Nguyễn cho bác. Tuyên Nguyễn rồi ok. Con này tặng 49k, size 52. Nhầm, size con này size 55. Có hình dòng nữa, phom này phom vừa này. Có dòng phom, có dòng phom to ấy. Con này size 55 thôi chị em mình nhé. Con này chị em 49k. Con này mang bao sướng luôn. Hàng găng nhé, sung găng nhé. 49k sung găng nha, con này hàng Quảng Châu luôn. 49k sung găng. Chị nào lấy lên luôn dùng em. Còn hồi nãy chị nào hồi nãy cái này chưa có nè. 69k size 50. Hồi nãy còn CL ở dưới. Đang tung cho TT. Đang tung cho TT. Cái S và CL. Cái này nguyên còn size S size 50 52 này, 50 thôi. Cái CL nữa. Sung găng hết rồi nha. 49 hết luôn. Cái này còn S và L. S cho chị em mình 50, L 55 nha. 69k con à. Chị nào lấy cái này lên luôn giùm em. Tuyên Nguyễn, Tuyên Nguyễn. Tuyên Nguyễn 69. Cái này mà làm răng mà em vừa chốt đơn em vừa ghi được đúng không? Thế toàn chị chốt đơn hết chứ. Chị phải đọc tên nè. CL ở đây, CL cho TT. Có CL còn không? Bỏ cho TT. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên con nè. Size L, size 55. Để chế luôn cho TT. 49k nhá. Áo bé 15 kg à? Hôm nay đặt size là trong trọng trạng. 69k. TT chứ bỏ vô đó người tính giá. Con này đi 49k mì hàng nè. Không trọng trạng, à, trọng trạng thôi. Cái này mì hàng cái 49k, mã mà hàng cạp bây giờ không có. Nguyên đi bữa giờ đi nhập sĩ con này không có hàng luôn á chị em mà nói giờ rất rất mẫu lại thôi. 49k, size 55. Size 55. Toàn các kiểu cạp này chị em mà nói, size S nè, size M. Này. S với M 50 với 52 thôi. Con này không còn size to nhé. Nè, một cái bao này, cái màu không cháu cái đỏ hết chị có S thôi chị, à quên không có, chỉ có áo lẻ thôi chị Phan Thúy Vy ơi. Em ít khi nào có hàng bé trai bốn mấy ký lắm. Rồi nhá, lên hồi nãy chị cầm cái bộ nam vô được không? Bộ nam là chị dưới lên bên kia kìa. 49k con này, toàn mì hàng hết chị em mình nhìn những người ta may. Toàn hàng xịn sò hết gì em mà luôn. Nha, ai lấy cái này lên trong mã 49k kèm size chỉ có S và M. Chỉ có S và M nhá, 49k. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Theo luôn cho nó gọn. Cái này bỏ riêng ra chị, cái này bỏ riêng ra. Mì hàng này bỏ riêng ra. Trong nó bạn bán cái bỏ một hai cái chứ trong nó. Rồi tiếp cái đó hả? Ad cho chị Tuyên Nguyễn. Đi ad cho Tuyên Nguyễn. Ad cho Trang Nghi. 49k. Tuyên Nguyễn, Trang Nghi. Anh ghi chị đó. Cho chị Phạm Tăng. Phạm Tăng đi chị. Phạm Tăng con này. Rồi ok. 49k. Con này 83.000. Xe 50-52. Cái này em đi chị em mình 75.000 nắp luôn. Ok chị Phạm Tăng có rồi. À quên lên bộ nam, chờ chờ một xíu. Trang váy cho TT. Dạ thấy chắc là hai cái cho TT thì. Ở đâu? Đây là được hai cái. Ờ. Cái răng răng. 75 hết rồi. Trang váy ở đâu còn? Sale 75k coi có bóc ra sale 75k. Cái bộ này đang chị bóc cho em có hai màu đi. Ờ có màu ba màu với đó xem thử. Cái này chị em mình không chọn màu, nó có cả là màu xám, có màu màu đỏ đô, nhưng mà chị nào ưa đỏ đô ấy, răng để chị lấy. Trong đường lùng với chị, em nhớ là trong đường lùng con, trong váy hay là quần mì gì đó. Em cái nó lên 49k luôn đi chị, nó chưa có lên mắng tặng 49k cái. Ờ quên. Ê cái này chị TT chưa có cái bộ nam này nè, chị lấy mấy bộ. Chị lấy mấy bộ, lấy lên luôn. Cái này em đi trẻ mình 79.000 một bộ.
Bộ này toàn bộ có cổ lên luôn, dùng mã bộ nam kèm luôn dùng em. Nếu như chị em mình không thích màu đỏ, chị em mình bảo là không lấy đỏ thì không đỏ, lên mã nam kèm luôn dùng số lượng kèm số ký. Nếu như mà không lấy đỏ thì bỏ đỏ ra giùm em nhé. Còn là tất cả những cái màu còn lại em bóc ngẫu nhiên, xanh đen, đen, xanh coban, màu xám. Bóc ngẫu nhiên nha, lưu ý luôn dùng nguyên. Em đi luôn chị em mình bộ này 79k, nó có các kiểu chữ, chữ nai này, chữ đáp này. Nha, em cũng bóc đại chữ nhé, bao đẹp luôn cho chị em mình luôn. Hàng này chắc nó cứng lắm luôn. 79 người ta mà bán hàng hai chiều mà cổ tròn ấy. 2 chiều thôi nhé. Từ từ ghi cho chị TT này, mỗi size 3. Size lớn nhất là 5. Mỗi size 3. Size lớn nhất là 5. Không có 75kg đâu chị ơi, không có 75kg đâu. Còn size đến tầm 68kg gì hả? Bộ nam này còn tầm khoảng 68kg không? Chị, không chứ bữa nữa thằng cu ở nhà chị còn lấy hơi ít là. Ơi, con lấy sữa uống đi, dậy rồi hả? Nhanh. 70kg được. Tới 70 đi. À, xe lớn nhất là 5 rồi, ok, kêu lên xíu nào bóc sau. Cho chị Nguyễn Hường, không có xe 75 nhé. Không có 75 đến 70 đi, cho chị Hồ Tiên xe. Cho chị Hồ Tiên xe nhỏ nhất. Xe nhỏ nhất đủ màu. Đấy. Ờ, cô mở đi. Ok. Hồ Tiên xe nhỏ nhất, 4 màu. Chị ghi đi chị, cho nó nhanh chị. Rồi ok, chị nào lấy cái này cho chị Lương Cửu hai bộ không đỏ. Lương Cửu hai bộ 70 không đỏ. Rồi ok nha, em đi chị em 79.000 đi cho nó nhanh. Cái con quần không nó cũng giá trị á chị em mình. Nguyễn Thị Hòa 6g 3 bộ. Thêm 3 bộ 70 cho TT. Ghi TT vô mấy cái đây. 70 cho TT. Nguyễn Thị Hòa 70 không đỏ. 79.000. Con uống đi, con gái uống đi. Phạm Tăng 62. Phạm Tăng 62 ký không đỏ chưa? Phạm Tăng. Phan Thúy Vi nhỏ nhất. Chị Phương Nguyễn em nói rồi, đừng có chọn màu giùm em nha. Không chọn màu ok thì lên, còn không thì thôi nha. Những cái gì em gọi là không chọn màu thì chị em mình đừng chọn màu nhé. Không chọn màu nha chị em mình ơi. Chị em mình nhìn con quần không này. Nguyên cầm size nhỏ nhất đấy, cô uống đi. Này, người ta may hàng này chị em mình. Nó xịn sò lắm luôn đấy chị em mình, thấy cái phần lai quần không? Là phần ái quần không? Phần mông quần không? 79.000. Rồi ok em qua nhé. Đã. Sức à, ngủ dạng phê không? 7kg chị, 70kg Nguyễn Hường. Lấy mấy bộ chưa? Nguyễn Hường cái đó rồi. Rồi ok nhé, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng. Các màu, chị nào mà chọn màu không chốt, chị có là ví dụ chị em mình không thích màu đỏ bỏ đỏ ra. Nhưng mà cứ nhận, chị em mình thử bộ màu đỏ về đi, màu đỏ là màu đỏ đô. Nó rất là đẹp. Như bùi hai bộ màu đỏ, màu đỏ nó rất là đẹp luôn. Không đỏ. Ok, không màu đỏ. Rồi qua nhé. Tiếp lên luôn dùng cái này. Ok. Cái này đang còn hai bộ size 55 lên mã 95. Hàng này toàn hàng 255.000 một bộ, giờ đây 95k. Cho chị màu đỏ nha. Màu đỏ rất là đẹp, mua thử đây này, trẻ mà nhìn không phải là đỏ tươi mà là đỏ đô. Đỏ đô 70kg một bộ cho chị Nguyễn Tâm. Đây để hàng rồi mà. Ừ để hàng nhưng mà mình ngồi xíu tại vì mình mỏi chân quá. Hiểu không? Để cho con massage chân cho mẹ đi. Uống xong rồi massage chân cho mẹ đi. Rồi ok. Có màu bút chì à? Con đi vệ sinh đi rồi ra massage cho mẹ nha. Uống xong đi rồi đi vệ sinh rồi massage cho mẹ. Massage chân nha. Có rồi chị Nguyễn Lý ơi. 70kg đủ màu chị Thanh Duyên Trương. 70kg đủ màu chị Thanh Duyên Trương. Cứ bắt size to nhất cho chị Thanh Duyên Trương rồi đi. Rồi nha. Hai bộ này là size 55, bộ lụa Hàng Châu, hàng hãng, 299, à quên, lộ 255.000. Cái này em đi chị em mình 95.000. Lụa Hàng Châu nha chị em mình ơi. Bộ này là bộ lụa Hàng Châu được hai bộ nhá. Em đi luôn chị em mình bộ này với giá là không có màu xanh da trời đâu chị ơi, không có màu xanh da trời. Lụa Hàng Châu, bộ này em đi chị em mình 95.000. Teo gọn đấy chị em mình ơi.
Bộ này mấy chị? 79 nghìn. Lên chị em mình 69 nghìn luôn còn bộ. Bộ lửng nhá, 75 không có chị Huyền luôn. Bộ này bộ lửng caro, size 69 nghìn đây. Size 69 nghìn rất mẫu lại size 52. 69 nghìn size 50-52 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên bộ lửng. Bộ lửng 69 size 50-52. Những cái này là có thứ còn bộ cái này. Rồi nhá, lên luôn dùng mã caro, bộ nhi bùi. Con này sale 69 nghìn. Cái này thật sự chả còn giá sale luôn. Caro hết. Cái này hàng hàng của bé không ấy. 3 bộ 65 cho chị cho cô Nguyễn Hòa có rồi. Hàng bé không mà họ bán là 89-85 nghìn. Ý như thế này đây mà cho bé size 57 đổ về em đi chị em 69 nghìn sơ mi. 69 nghìn sơ mi nhé. Chị nào lấy 69 nghìn sơ mi lên 69 nghìn sơ mi. Size L nhưng mà phong nó nhỏ. Hãy chịu chào em luôn. Nhỏ mà chịu chào em luôn. Có chào em luôn. Nguyên bỏ vô chung với chị nhỏ chặt để vô ấy nè, hai cái quần ngố ấy nè, quần ngố 69 á. Còn hai cái quần ngố size S 69k size 50 đổ về chị em chút, chị em mình mua con này đi. Nó nói thật sự nó rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng mì hàng nhá, dài. Mì hàng dài. Sale 69 thì được 3 con size S. Lúc nãy chị nào chưa có size S nên luôn dùng đi nhá, 3 con size S. Và em đưa luôn trẻ mình 69k. Nhìn lên cái màn hình là giống như từ đầu like đến cuối like không có. Mình like một mình đó. Nó không hiện lên lên ai coi like lắm. Không có hiện lên ai coi like. Chả biết là giờ còn bao nhiêu người coi like. Vậy là 3, 4, 3, 8, 4, 10. Nó chả có 3 mấy view à. Có like nữa không trời? Thế là có like nữa không? Đây mà không còn CS thôi. CS 52 nữa vậy. Trời ơi, ráng xíu nữa, lại ráng xíu nữa. Xong chưa, ra mắt xa chân cho mẹ nè. Rồi nhá, tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Có 3 con, cái này cũng bỏ riêng, quần ngố nên 3 con bỏ riêng, đừng bỏ vô trong hàng lẻ nữa. 4 cái chân. Không bị chi ấy. Không có bữa thì đang ha. Thế trời ơi, ngực bi hả? Sao vậy? Lên luôn dùng nguyên con này nhá. Ở trong cái bao, chị bỏ trong cái bao vào 75.000 nó size nè, size 57 đổ về. 57 đổ về mì tàu nhá. Cửa. Dùng đơn chưa qua cho chị nhé. Bao lát dàn cửa. Nguyên nói bữa nay Nguyên không gom 2 ngày đâu. Chị em mình mua hàng cứ để không gom 2 ngày. Ngày nào ra ngày đó, ví dụ chị em mình gom like trưa với like tối của ngày nay, gom một đi một đơn. Không gom các dài các like, chị nào ok chốt nhé, cảm thấy ừ như thế ok chốt. 4 cái là nhà cho em không gom với cái like cũ nữa chị em mình nói, nội cái đi like ngày nào cũng like, gom với cái đi tìm cái like cũ nó rất là mất thời gian. Em nói trước nha, chị nào ok chốt nha. Gọi không gọi chứ cũng nhà em không gom đơn cũ nữa, ngày nào em ra ngày đó luôn cho chị Nguyễn Thu Thủy một cái chị. 75k con này luôn, hàng hàng sale 83.000, mì của nó là mì tàu. 90 mấy ngàn, 98.000. Em sale 75.000 luôn rồi. Còn mấy cái nha, mì tàu. Đây nè. Và ở trong toàn bộ của nó là có quần dài như thế này nè chị em mình ơi. Size L nhá. Size 57 đổ về là chị em mình chốt ok. Mì này là mì đây đỏ đó. Mì đây đỏ đấy, 75.000. Đang like, đang đọc giá rồi bé. Em tập trung. Con này như nhau mà. Con này như nhau thì đang like con này mà. Ba cái nhỏ nhé cho em bé ạ. Size 34. Chị nào mua về cho bé à? Cho bé. Size 32, hồi nãy ai hỏi 32. Ba cái bông sen. Bữa nay kêu luôn bỏ mẫu đi là thích. Size 32. Nha, tặng luôn 10k. Size 32 thôi. Bóng gặp 10k, bóng 3 câu luôn. Lên 30.000 đi, 3 con. Đi làm nhanh nhanh. 30.000 3 con. Chứ nó cầm hết ra rồi. Xe 32 dễ mới thể mua về cho bác. Chúc mã 30, 3 con nhé. Phái cho chị có rồi chị ơi. Lên mã 30.000 3 con. Chị nào lấy mã 30, lên mã 30. Đó mua cho Tây. Phái cho chị Nguyễn Hương. Phái cho Nguyễn Hương. Phái 75 chị Nguyễn Hương.
À 60 cái sao vừa. Size 57 thôi. 3 cái 30 em hết rồi nhá. Rồi ok lên. Cái gì chị? Thái đúng không? 39.000 luôn size 57. Thái 39 và size 57. Chị nào lấy Thái lên, Thái không con nó cũng còn thôi. Con nó còn. 39k và size 57. Áo thun Thái nhá, 39k size 57. Chị nào lấy lên luôn dùng đi. Nha. Rồi tiếp lấy. Chơi chị cho mình cho rồi. Áo dài tay này tặng 39k, áo nam dài tay này. Size 57. Áo nam dài tay tặng 39k size 57. Chị nào lấy nam dài tay lên, nam dài tay luôn dùng đi. Size 57 đủ vậy là chị em chứ ok. Cái này mình còn mà. Thấy không? Cái này size M. Lên chị em mình 39.000 con này. Con này xịn sò luôn, size 57. 39 cho chị Phạm Tăng. Đó em, 39 cho chị Phạm Tăng. À vâng. Tiên hay Phạm Tăng mà xem một xe hơi bị nhiều đó. Rồi nhá, lên mã này là mã 39 đen size 57. Không thế, không. Không thế. Nam chị Phạm Tăng rồi. 39 áo, 39 áo thun Thái đâu rồi hề? Bỏ đâu rồi hề? Thái lẫn này đây này. Cho chị Nguyễn Hương. Cái này lên mã 49 áo nam dùng đi. Cái nó thôi chị, cái nó thôi. Cái nó mới, cái nó mới. Cái nó mới. Ủa, em đọc có 39.000 con nãy hả? Cái gì? Con này em đọc có 39.000. 39.000 thun Thái. Lên mã Thái xanh. Ui, 49.000 Thái xanh. 49.000 Thái xanh. Nam 49 cho TT. Nam 49 cho thay TT. À bỏ của chị Nguyễn Hương ra cái áo nam đi. Bỏ của chị Nguyễn Hương ra. Nguyễn Hương cái áo thun Thái bỏ ra đi. Lẫn nó cho chị Phạm Tăng. Phạm Tăng. Phạm Tăng. Ừ. Lên mã này là mã Thái xanh, 49.000 phông to phông 60. Thái xanh nhá. 49.000 phông to phông 60. Thái hồng 49.000 luôn. Này rớt rớt lại thôi. Ai lấy thun Thái tranh thủ phát. Có hai con thun Thái, Thái xanh và Thái hồng. Thái xanh và Thái hồng 49k nhé. Chị nào lấy Thái lên Thái. Con này lên luôn dụng mã tặng bò luôn. Áo của nó là dạng áo dạng crop top. Có cái dây, cái nào có dây buộc hả chị? Cáo nào có dây buộc hả chị? Rồi ra massage chân cho mẹ đi. Massage chân cho mẹ đi. Con này tặng 19k luôn. Con này tặng 19k luôn con này. Cái này có dây buộc đằng sau nhé. Bà ơi mẹ sẽ cho ngồi trên này cho con mất xa. Ngồi cái này cho con mất xa. Rồi nhá, lên mã tặng bò 19k luôn. Rồi ok. Sướng chị Chi luôn. 19 cho chị Phạm Tăng. 19 cho Phạm Tăng. Mạnh lét. Mạnh lét. 19 đen nè. Không đâu. Không đâu. 19 cho Phạm Hương luôn rồi chị. Thế mùi cái thiếu cho nó dài, thiếu qua mùa này. Đây 19 màu đen luôn. Cho chị Phạm Tăng đi đấy. Phạm Tăng. Có cái thiếu dài chứ mày. Ba chín ca trắng luôn. À lộn lộn, 19 ca trắng luôn. 19 ca trắng. Ôi bóp mạnh lên. Cái gì vậy trời. Bóp mạnh lên. 19 màu trắng luôn. 19k màu trắng, size này 60 trẻ mình mang ok luôn, có 3 con. Lên mã 19 trắng rồi ok, bán tặng hết luôn. 19 trắng cho TT, lên màu đi chị em nè. 19 nha, 19 nha, trắng cho TT nha, chị nào lấy 19 trắng lên 19 bò luôn, unu luôn. 19 màu nu luôn. Nha, có 2 con màu nu. Tặng 39k nó. Ai lấy 39 lên 39 ta. Rồi nu đen. Lên màu nhá, trắng thì Thảo Ly. Rồi bên này nữa, bên nu đen, nu đen nữa. Còn nu và đen nữa là hết luôn, tặng 39k. À tặng 19k sorry, tặng 19k. Còn nu còn đen. Mi hơi kéo. Hương màu kia. Không lên màu cho một chút. Con này tặng à, cái này hư dây kéo rồi chị. Con này sale 39.000 đi. Xíu nữa. Size 7. Nu cho chị Phạm Tăng. Cái này nó bị lỏng dây kéo, 39.000 đi. Áo gió bé. Sướng ghê luôn á trời ơi.
chưa xong, chưa đã. Cái này ra mà ra mà gió vậy chứ em có nè. Nhím phải không? Hay là đang. Thấy giật tay. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên là 39.000. Tay cho bạn hả? À, con ngồi lên đó cũng được. Cái này tay bạn của bái này nè. Ai đâu mà xả hả? Cái chi tiêm bé tháo rồi là hình thị tiêm. Để mấy chị ta không bụi mặt bụi cái cậu không bụi gì nữa. Trời ơi, con này hàng mấy hàng? 95.000. Bán bằng con này 79.000, xây 57. Chăn váy nhá, 79.000 xây 57. Đi 79k đi bé. Xây 57, sao con? Cái này xíu này chặt quá à. Lên mã chân váy luôn dùng nguyên nha, 79k cây 57. Ủa nó thấy cái kia cầu lại thì cầu cơm miếng này đấy. Chân váy tao rồi cho vậy đúng không? Tao có. Có. Ờ thôi thôi. Nãy đi tay đi bà. Đặt cho em phải nhìn dưới đây rồi, đây nó đặt. Có một cái chân váy trên đây. Cầu cái mây châm mới lại cái mây này. Đầu chân là vừa vừa làm vừa ái dọn cái cặp nó mà dọn nữa là hết thời gian nhiều lắm thì thế trừ nào mà nhớ không kịp gì lên mã này là mã chip, lên mã chip nhá, 98.000 10 con chip, 98.000 10 con. Cái này size trẻ mình đến 60-62 vô tư luôn. Ở bữa về bao thì massage cho mẹ với con. Lên mã 98k. Chị nào lấy mã 98 lên 98 chip cho Nguyên nhá. Ai lấy 98 lên 98 em lên xíu thôi chị em nè. Ok. Con này bán tặng luôn. Size L con này đẹp lắm luôn nha, thấy. Size 57 nhá. Cái này bán tặng, cái này bị ấy xíu chỗ này. Này chị em về giặt ra 39k luôn, mì tàu. Quần ngố mì tàu 39k luôn, cái này ghi 39k giùm chị. Ừ. Con này lên mã bộ nắm, bộ này hết luôn rồi này, size 60 này, 49k. 49k size 60 nhá. Chị nào lấy bộ nắm lên bộ nắm. Lên nữa không chị em ơi, sao đứng đơ đơ thế này? Đồ bé Quân lai mấy hôm rồi, hôm qua hôm kia gì đấy rồi. Lâu lâu mới lai đồ bé thôi. Lên mã bộ nắm, bộ này đẹp lắm này. Toàn bộ cái này là theo hết, 49k lót luôn. Chị nào lấy bộ nắm lên bộ nắm luôn dùng đi. Nắm 49 size 60. Lên không mà để im ra rồi, có lên nữa không mới vô ơi. Còn nhiều lắm, còn rất là nhiều hàng lẻ. Chậm quá chị em mình chả thấy tương tác nơi, mà không biết là còn bao nhiêu chị có like luôn á. Chả nhảy. Tay mờ lấy mã tặng le luôn, 101 luôn. Hàng này hàng 125 của nhà Nguyên. Con này là hàng 125 nè. Nha, em đi luôn cho chị em mình con này luôn. Lên luôn dưỡng mã này là mã 1. Thì cuối tuần đi, đồ bé cuối tuần em like lại một bữa nữa nhé. Nha, đồ bé cuối tuần like lại một bữa nữa. Lên luôn cho mã này mã 110 luôn. Chị nào lấy mã 110 để cuối tuần để chị nào cũng coi được like. Thế chị em mình hóng đồ bán mà cuối cùng là la trong tuần mà chị em mình không coi được. Nha, em đi luôn chị em mình luôn con này 110. Đồ bé để nguyên cuối tuần Nguyên lại like một like nữa. Con này 63.000. 63.000 con này. 110 cho Thái Hoa. 55.000 đấy chị Đặng Liên. Con này 55.000. Sao con? Con này 55.000. Hàng này hàng tàu nhá. Sao xe 45 110 em Thái Hoa. Chứ không biết là hồi Nguyên up là hàng bé thì Nguyên sẽ up trước. Hôm qua con còn bé đúng không? Hôm qua con còn bé à. Rồi ok. Rút cho chị cọc chân váy đi nữa Dung. Đây này, dưới này cọc chân váy bà nè. Bây giờ là cọc chân váy thôi. Thôi thôi từ từ chị cho. Em xích ra đi.
đó có màu đó, đó, màu tím màu kem rồi đó, đó cái này cục trong ngoài đó. Rồi ok, còn cái này còn lẻ tẻ mấy cái này em xem nó tôi chị em luôn. Quần sọt, chân váy da các kiểu. Con sào cắt cơ. Sào đường hoa, cái nó chéo éo éo thế. Tay S, tay 50 đổ về. Hàng Quảng Châu, hàng này hàng 155, 106 nè. Nha. Xin chào các cô nha, nói to lên chứ mấy cô không nghe. Xin chào các cô nha. Con này em đi nốt luôn, áo cam size 45, cái này không phải là size 45 kg đâu. À đúng rồi. Nhưng mà chị Phan Thị Vy đang có đơn chưa? Bỏ Phan Thị Vy giùm chị đây. Cái này em đi nốt luôn cho dẹp mình 85.000 gọn luôn, hàng này hàng size 95 này. Size S nhá. Hàng tòa, hàng tàu. Cái chị Tuyên Nguyễn nè. Tuyên Nguyễn nè. 85k hết, nhìn trẻ mình nhìn con này. Nhưng mà chủ yếu là con size S thôi. Ok, trời ơi. Cái này con quần đùi không ấy, người ta đã đi 100 mấy, 50 mấy nghìn rồi. Nha, lên luôn dùng mã này là mã túi size S 85k nốt luôn. Túi size S có một con, xịn sò lắm, toàn hàng Quảng Châu thôi. Túi size S ở trong có quần nhá. 85k luôn, túi size S. Chị nào lấy túi size S, chút lấy túi size S luôn dùng đi. Con này size 57. Cho size L. Túi size L, con này kaki mềm. Thằng nó luôn trẻ mình, con này 85k. Những cái gì còn ít ít là em sale gọn nhé. Màu này là không phải là màu trắng mà là màu sữa nhé. Màu sữa size L. Lên luôn dùng nguyên sữa size L 85 luôn. Em lên vài ráng ráng vài con nữa thôi. Là em ngưng nhé. Cái gì có không, chưa được, xíu nữa. Xíu nữa. Con này size XL. Lên mã chân váy size XL nhá. Size trẻ mình đến 60. 57 60 kg là mang ok. Lên mã XL 85k nó. Rồi ok, em ngưng like đi trẻ mình ơi. Like 3 4 mã mà không thấy chốt là ngưng nhá. Tắt like trẻ mình ơi. Bye bye trẻ mình luôn nha. Bye bye trẻ mình luôn. Mẹ dây vải. Có làm gì đâu. Mẹ lấy thằng không chưa quá. Chưa xong.